Chào mọi người, mình là Vi. Hôm nay thì mình sẽ quay trở lại với một chủ đề được thôi thúc, đó chính là khả năng đặc biệt mà vũ trụ ban tặng cho 12 cung hoàng đạo cho năm 2023 là gì? Tại sao mình lại nhắc đến khả năng đặc biệt là bởi vì bản thân của mỗi cung hoàng đạo đều đã sở hữu những cái điểm mạnh, điểm yếu khác nhau và sở hữu những cái cá tính khác so với những cung hoàng đạo khác rồi. Có thể là Bạch Dương sẽ khác với Song Tử lại khác nữa với Thiên Bình hoặc là khác nữa với Thần Nông, Bọ Cạp chẳng hạn. Và mỗi một cái cung thì lại ứng với những cái yếu tố hoặc là ứng với các cái hành tinh bảo hộ thì nó đã khác biệt rồi. Nhưng mà riêng năm 2023 là một cái năm rất là đặc biệt, tổng nó chính là con số 7, liên quan về sự thức tỉnh, liên quan về những cái khả năng đặc biệt sẽ được khai mở. Vậy thì chắc chắn là ứng với mỗi cung hoàng đạo chúng ta sẽ còn có những cái sự phát hiện tối ưu hơn nữa về chính bản thân bạn, cũng như trong cái cách, cũng như là cái khả năng đặc biệt mà vũ trụ ban tặng để cho năm 2023 bạn có thể ứng phó, giải quyết vấn đề, cũng như đấy sẽ là một trong những điều khiến các bạn tỏa sáng hơn trong tất cả các lĩnh vực mà bạn đang lưu tâm chẳng hạn. Thì hôm nay ở đây mình đã làm ra 12 tụ bài tương ứng với 12 hình ảnh của cung hoàng đạo, sẽ bắt đầu là Bạch Dương từ trái qua phải nha. Bạch Dương, Kim Ngưu, Song Tử. Đó, từ trái qua phải và mình có đầy hình ảnh rồi, các bạn có thể xem ha. Rồi và bây giờ mình sẽ bắt đầu trải bài đầu tiên với khả năng đặc biệt của các bạn Bạch Dương vào năm 2023. Và nên nhớ theo rất nhiều tinh thần trải bài chung, và các bạn nếu như đã xem rất nhiều những cái video của Vi hay thậm chí các bạn theo dõi những cái bạn tarot reader khác thì chắc chắn các bạn sẽ đều được nghe một câu là đây chỉ là trải bài chung, nên các bạn hãy lựa chọn những cái thông điệp liên quan nhất tới câu chuyện hoàn cảnh các bạn nhất thôi, và hãy và có thể được lựa chọn nhiều hơn một tụ nha. Bởi vì là khi nhắc đến cung hoàng đạo, ngoại trừ cái con số ngày sinh ở cung mặt trời thì bạn có thể xem về cung mặt trăng, xem về điểm mọc sao Kim của các bạn để sau đó tự tổng hợp để đưa ra một cái bảng danh sách những cái khả năng mà các bạn nên tập trung vào năm 2023 chẳng hạn. Hiểu không? Khả năng đặc biệt mà vũ trụ ban tặng cho các bạn cung Bạch Dương vào 2023, các bạn có 8 kiếm. Ở đây thì điều đầu tiên mình có thể muốn nói luôn với các bạn cung Bạch Dương, mặc dù các bạn mang năng lượng của lửa rất là nhiệt huyết, rất là trung thực, rất là thẳng thắn, nhưng cái khả năng đặc biệt mà vũ trụ ban tặng dành riêng cho các bạn 2023 nó liên quan đến cái việc là nhìn rõ ràng mọi thứ, kể cả trong cái thời khắc mà bạn đã từng mắc kẹt, cảm tưởng như mắc kẹt trong quá khứ. Có nghĩa là những cái vấn đề mà nó vẫn còn như kiểu khiến bạn lấn cấn, nó khiến bạn như kiểu là bối rối, hoặc khiến các bạn là đôi khi các bạn không rõ ràng được các cái quyết định trong quá khứ, kể cả trong mối quan hệ hay là trong sự tương tác với một ai đó, hay thậm chí là trong một cái công việc của các bạn, trong những cái quyết định bạn đưa ra. Nhưng 2023 nó sẽ là một cái năng lượng khác mà vũ trụ bơm thêm vào đó để làm gì? Rõ ràng hơn trong từng trường hợp, hoàn cảnh và đường đi nước bước của các bạn, cực kỳ chắc chắn và bản lĩnh. Tám kiếm ở đây là mình nghĩ cái việc là những gì mà các bạn đã từng trốn tránh, những gì mà các bạn từng cảm giác bị mắc kẹt, hoặc những gì mà bạn vẫn chưa thể như kiểu là, thậm chí kể cả cái sự giao tiếp của các bạn nữa, nếu mà nó vẫn chưa hoàn toàn là như kiểu được như các bạn mong muốn, được như cái cách mà như kiểu bạn ngưỡng mộ một ai đó về cái cách diễn giải, về cái cách đọc bài, hay là về cái cách là như kiểu họ nói chuyện một cách rất là rõ ràng, rất là tự nhiên, hay thậm chí là về cái sự về về cái sự lưu loát của họ, thì 2023 cũng là một năm bạn cũng sẽ làm được như vậy. Tại vì đây là cái khả năng mà vũ trụ dành tặng riêng cho các bạn Bạch Dương trong 2023, bởi vì các bạn đã nỗ lực từ những năm trước, thậm chí 2022 các bạn đã nỗ lực để tự cải thiện những cái điểm yếu của các bạn rất là nhiều. Và có một đến một vài sự thực ở đây, mình thấy là nó sẽ đến để làm gì?
cho bạn hiểu hơn về những cái lý do tại sao mà bạn từng cảm giác là bạn rất là khó mỗi khi là bạn trò chuyện, bạn diễn thuyết, hoặc là mỗi khi là như kiểu bạn tương tác với một ai đó, bạn gặp khó khăn về cái việc là diễn tả về mặt ngôn ngữ. Hay là ví dụ như một số bạn khác là tại sao trong một số trường hợp thì mặc dù bạn là Bạch Dương, bạn rất là dễ dàng đưa ra quyết định, nhưng tại sao một số trường hợp bạn lại không biết lên tiến hay lên lùi ở trong cái trạng thái tiến thoái lưỡng nan chẳng hạn. Mặc dù là đấy không phải là cái thời kỳ của sao thủy đi lùi chẳng hạn, nhưng tại sao bạn vẫn rơi vào cái trạng thái mắc kẹt chẳng hạn. Hoặc thậm chí là bạn có một vài những cái giấc mơ mà không thể nào giải thích được bằng lời thì và cũng chưa tìm thấy được đáp án, kể cả các bạn xem và các bạn học, các bạn đọc rất là nhiều nó vẫn chưa thấy, thì 2023 nó từ cái khả năng của bạn nó sẽ men theo đó và các bạn sẽ tìm thấy được câu trả lời. Và có thể như một cánh cửa mới, mình thấy đang thấy ở đây có một cái cánh cửa mới mà liên quan về mặt tâm linh tinh thần, không hẳn là mở ra cho các bạn, mà đây nó giống như là một cái cánh cửa mà như kiểu là một là bạn đã từng bị vụt mất ở trong quá khứ, trong cái lúc các bạn thiền định các bạn đã từng nhìn nó rồi, nhưng mà các bạn vì quá sợ hãi nên là các bạn không không dám tiến tới, bởi vì các bạn không biết đằng sau cánh cửa là cái gì. Hai, đây là chính là nỗi sợ các bạn mà các bạn không dám đối diện. Và thứ ba, liên quan đến cái việc là kiểm chứng lại cho bạn cái cánh cửa này nó còn liên quan đến những cái cơ hội mà được dành tặng riêng cho các bạn nữa, nhưng nó sẽ kèm theo những cái thử thách. Nhưng mà đương nhiên thử thách càng lớn thì phần thưởng sẽ càng lớn, quan trọng là bạn lựa chọn điều gì. Nhưng đây cũng là một trong những khả năng mà rất là tuyệt vời để cho các bạn cùng Bạch Dương có thể được trải nghiệm vào năm 2023 này. Và khá nhiều bạn sẽ có năm 2023 chính là cái con số cá nhân của các bạn, chính là con số 9 liên quan về tự quay trở về kết nối với bản thân hơn nữa. Sẽ dành nhiều nhất thời gian có thể để ngồi với bản thân, để chiêm nghiệm, để tĩnh lặng, để ghi chép, để quan sát, để thực hành những gì mà bạn đã học, đã đọc, đã tích lũy, đã trải nghiệm trong suốt những năm trước. Hay thậm chí kể cả khi mà các bạn tham gia những chuyến đi, hay khi mà các bạn tham gia tương tác với trên mạng xã hội, hoặc là tương tác với cộng đồng, hay thậm chí là di chuyển, thì thực ra nó cũng chỉ là để bổ sung cho những gì mà bạn để đến lúc mà khi mà bạn quay trở lại, bạn ngồi kết nối lại với bản thân nó được vững vàng hơn thôi. Mình thấy là năm 2023 sẽ là một cái năm mà đánh dấu một cái sự thức tỉnh, nói đúng hơn là một cái sự nâng cấp mới trên chính cái phiên bản con người hiện tại của các bạn, trên chính cái phiên bản mà các bạn đang nghe trải bài của ngày ngày hôm nay mà chọn tụ bài Bạch Dương ha. Và cái việc mà các bạn kết nối được với higher self nó không còn gì quá xa lạ, nghĩa là vị thầy bên trong đối với các bạn chọn tụ bài cung Bạch Dương nó không quá xa lạ với các bạn luôn. Và các bạn sẽ và cái điều này, cái việc mà các bạn sử dụng cái khả năng đặc biệt của các bạn mà vũ trụ ban tặng á, nó sẽ thực hành vào cuộc sống rất là nhiều nha, đặc biệt trong cái việc là tự đi tìm kiếm linh hồn của chính các bạn. Các bạn muốn khao khát tìm hiểu sâu hơn vào chính mình. Ví dụ như là nếu như bạn mới biết, bạn bạn xem qua những cái trải bài tarot thì bạn biết được là mục đích sống của các bạn là như thế này chẳng hạn, hoặc là cái con đường bạn đi như thế này, nhưng mà bạn muốn biết chi tiết hơn nữa chẳng hạn, thì thay vì cái việc là bạn phải xem một cái trải bài khác thì bản thân bạn sẽ tự là cái người khám phá ra cái điều đấy. Đó, bản thân bạn sẽ chính là vừa là cái người học trò và vừa là cái người thầy của chính mình. Và ngoài ra ở đây liên quan đến cái việc là sẽ có rất là nhiều thời điểm bạn sẽ từ chối những cái cuộc gặp gỡ, từ chối những cái việc mà phải ra ngoài, phải nói chuyện, phải sử dụng năng lượng quá nhiều cho mục đích xã hội chẳng hạn. Bạn tại vì cái thời gian đó bạn cảm giác là bạn được kêu gọi để quay trở về bên trong nhiều hơn. Thế nên là sẽ có một vài thời điểm tự nhiên mọi người thấy bạn là mất hút trên mạng xã hội, tự nhiên sẽ thấy có một vài thời điểm tự nhiên là bạn bạn im lặng, bạn ít nói chuyện hơn, tự nhiên là có một vài thời điểm tự nhiên là bạn thay đổi những cái chế độ mà bình thường, ví dụ như là bạn đang rất là hăng hái năng động, tự nhiên là bạn trầm hơn hẳn chẳng hạn. Thì thực ra là đừng quá lo lắng, bởi vì nó là sự ảnh hưởng cũng như là cái sự thôi thúc. Tại vì năm 2023 là một cái năm rất là quan trọng với các bạn. Và ngoài ra có một điều nữa, cái việc mà các bạn sử dụng được thuần túy được cái khả năng đặc biệt mà vũ trụ ban tặng cho các bạn trong cung Bạch Dương á, nó còn liên quan đến cái việc là các bạn sẽ biết khi nào nên hành động và khi nào nên tạm dừng, khi nào nên tạm thời dừng lại một chút để quan sát, để nghiền ngẫm trước khi tiến hành bất cứ một cái hành động nào, để nó tránh rủi ro, để nó tránh sự sai sót, để nó tránh sau này bạn phải nuối tiếc như là những cái quyết định trong quá khứ chẳng hạn. Thì vừa rồi là toàn bộ những cái thông điệp mà mình chia sẻ dành cho các bạn trong trong tụ 1 Bạch Dương. Bây giờ mình sẽ sang với tụ 2 liên quan với khả năng đặc biệt vũ trụ dành cho các bạn cung Kim Ngưu vào 2023.
sang đối với các bạn kim ngưu. À, có một lưu ý là riêng đối với trải bài về cung hoàng đạo thì đối với những bạn nào mà không biết về cung hoàng đạo hoặc là biết hơi ít thông tin hoặc là các bạn không để ý lắm, các bạn chỉ đọc sơ qua thì các bạn có thể xem trải bài này xong các bạn có thể tự lộn lại để tự xem lại toàn bộ những cái thông tin liên quan về cung hoàng đạo của các bạn nha. Bởi vì mình có cảm giác là nó sẽ có được khá nhiều những cái phát hiện lý thú kết hợp với cái trải bài ngày hôm nay. Rồi sang đến cung kim ngưu. Wow. Các bạn cung Kim Ngưu ơi, các bạn có rất nhiều năng lượng khác nhau liên quan cả về vật chất và tinh thần. Đây là những gì mình đang thấy vào 2023 của các bạn. Thứ nhất, ở đây mình thấy là các bạn sẽ có xu hướng rằng cái việc là cái số tiền, tiền bạc của cả các bạn vào 2023 nó sẽ tích lũy được nhiều hơn so với những năm trước. Đặc biệt nếu như bạn chỉ cần so sánh với năm 2023 và 2022, chắc chắn 2023 nó sẽ thăng tiến hơn về mặt tiền bạc vật chất hơn so với 2022 rất là nhiều. Những cái cơ hội về công việc nó cũng mở rộng cho các bạn. Nếu như bạn nào đang làm việc với tâm linh thì cái khả năng đặc biệt vũ trụ ban tặng cho các bạn đó chính là các bạn có xu hướng để trở thành những bậc thầy về mặt tâm linh, trở thành những người mà có đầy đủ kiến thức, có đầy đủ kỹ năng, có đầy đủ cái tâm, phải nói có đầy đủ cái tâm và cái tầm, có đầy đủ cả cái sự kiên nhẫn để làm gì, để dạy dỗ, để huấn luyện, để trở thành một cái không những là bậc thầy đâu mà các bạn sẽ trực tiếp tham gia để truyền đạt lại cái kiến thức, truyền đạt lại kỹ năng, thậm chí là cái khả năng của bạn cho những người mà họ muốn theo học bạn, giống như là cô giáo và học viên chẳng hạn đó. Và ngoài ra cái khả năng của các bạn trong trong được ban tặng trong 2023 nó còn liên quan đến cái việc là khả năng chịu đựng, khả năng kiên nhẫn khi nói chuyện, khi gặp gỡ, khi đối diện với cảm xúc của người khác và cảm xúc của chính bạn. Bởi vì khi mà nhìn thấy hình ảnh này là mình nghĩ một người phải rất là vững về chính cảm xúc của họ, cũng như biết cách để tương tác, để làm hài hòa với cảm xúc của người khác nữa. Hài hòa ở đây không nghĩa là thỏa hiệp, hài hòa ở đây không nghĩa là lấn át người khác hay là thao túng tâm lý hay thao túng cảm xúc người khác, mà liên quan cái việc là họ biết khi nào nên đặt ranh giới cho họ và người khác liên quan về mặt cảm xúc, và khi nào họ cho phép những người xung quanh có thể gọi là có nghĩa là họ họ sẽ đặt ra những cái mức cụ thể cho từng người một khi họ giao tiếp chẳng hạn. Đó. Và ngoài ra một trong những khả năng đặc biệt mà khiến cho các bạn trong cung Kim Ngưu mà có được cái sự gọi là đủ đầy cũng như là khiến cho cả về mặt tâm linh và vật chất phát triển, nó đến từ cái việc là các bạn tham gia thiền định rất là nhiều. Các bạn tham gia rất là nhiều những cái, các bạn tận dụng khá nhiều cái thời gian để thiền định, các bạn cũng tạo được cái môi trường để thiền định hoặc ít nhất ngồi nhìn ngắm lại cái nội tâm của bản thân một cách rất là kỹ càng, một cách rất là trung thực. Phải nói là 2023 một trong những cái đặc tính mà khiến cho các bạn trong cung Kim Ngưu tiến tới được một cái sự phát triển nó khác biệt, thực sự là nó vượt trội so với những năm trước, nó đến từ cái sự trung thực, nó đến từ cái việc là nhìn vào nội tâm. Ngoài ra các bạn trong cung Kim Ngưu cũng sẽ học được một cái bài học khá là lớn liên quan về cái, đương nhiên là cái số tiền mà bạn của cải vật chất hoặc là cái sự đầu tư của các bạn, nó sẽ nói chung là bạn khá là mát tay ở trong 2023, nhưng không có nghĩa như vậy là bạn chủ quan trong cái việc chi tiêu hoặc trong cái việc dành dụm, trong cái việc là quản lý tiền bạc, thì nó sẽ có những cái bài học riêng cho các bạn vào năm nay. Miễn là bạn duy trì và quản lý nó thật tốt bên cạnh cái việc là bạn phát triển khả năng của các bạn. Bảy gậy còn làm mình nghĩ cái việc là đôi khi có vẻ như trong quá khứ, kể cả so sánh với năm 2022 thôi, khá nhiều các bạn trong trong tụ Kim Ngưu, các bạn là Kim Ngưu, mặc dù là các bạn mang năng lượng của những cái người mà mang năng lượng của đất, là những cái năng lượng của sự kiên nhẫn, của sự bền bỉ, của sự tĩnh lặng, của cái việc là các bạn cũng không muốn phải gây hiềm khích với bất cứ ai, cũng như là các bạn cũng không muốn là ai gây hiềm khích hoặc cản trở các bạn. Nhưng đôi khi mà không biết là các bạn trong trong Kim Ngưu đã từng từng bị nhận xét là như thế này chưa, đó chính là bình thường các bạn rất là hiền hòa, nhưng một khi đã động đến một cái thứ gì đó của các bạn mà đạt đến đỉnh điểm thì tự nhiên các bạn bộc phát đến cái mức mà các bạn còn không kiểm soát được cái cảm xúc của chính bản thân mình nữa, và đôi khi sau này khi mà nhìn lại nó sẽ gây ra một vài cái sự nuối tiếc đến cho các bạn. Các bạn đã từng trải nghiệm cái cảm giác đấy chưa? Bởi vì khi mà mình nhìn lên lá bài này thì mình thấy là 2023 cái khả năng mà vũ trụ thật sự dạy cho các bạn, cũng như nó vừa là khả năng và nó cũng vừa là bài học, đó chính là khả năng nhẫn nhịn. Đó chính là cái khả năng giống như là những cái cây gậy này này, bảy cây gậy, bảy màu sắc này, thực ra nó liên quan đến cái việc là người ta hay nói một câu là nóng giận là bản năng, tĩnh lặng là bản lĩnh, thì 2023 các bạn đích thị là những người như vậy luôn.
Kể cả trong những cái lúc mà bạn rất là căng thẳng, trong lúc mà bạn cực kỳ mà phải nói là tức giận nha, hoặc là có những người xung quanh mà họ 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 tạo ra những cái trường hợp tình huống mà khiến bạn thực sự, nếu như bạn của quá khứ, bạn sẵn sàng là bạn bạn đứng dậy, bạn bạn đấu tay đôi với họ, mặc dù là bình thường bạn rất là hiền hòa. Nhưng mà 2023 nó sẽ là một chiều hướng khác. Bởi vì bạn đã biết cách tiết chế hơn, bạn đã biết cách dung hòa chính bản thân bạn hơn để không bị bùng nổ một cách quá mức như là những quả bong bóng nữa. Thì mình đấy thấy đây là một trong những cái tín hiệu rất rất đáng mừng đối với các bạn trong trong Kim Ngưu. Và ngoài ra nha, môi trường cũng là một cái, môi trường làm việc, môi trường sống, môi trường xung quanh của bạn á, tạo nên tính cách và con người các bạn trong Kim Ngưu rất là nhiều. Và mình thấy có một cái trường hợp nữa, đó chính là các bạn trong Kim Ngưu ít khi mà các bạn có cái xu hướng rằng cái việc các bạn hay có xu hướng là gắn chặt gắn liền, hoặc là ít khi phải thay đổi một cái gì đó, bởi vì các bạn quen với cái việc là làm việc lâu dài, hoặc các bạn quen với những cái môi trường thân quen gắn bó với bạn, các bạn cũng không thích những cái sự mới mẻ quá. Nhưng mà 2023 nó sẽ là một cơ hội, nhưng nó cũng vừa là một thử thách, và nó vừa là để áp dụng cái khả năng của các bạn nữa, đó chính là một mặt là các bạn sẽ vẫn tự luyện được cái gọi là cái vòng tròn bảo vệ cho các bạn giống như thế này. Dù có chuyện gì xảy ra, bạn vẫn giữ được cái đầu lạnh và một cái trái tim nóng, một cái tâm bình tĩnh. Nhưng một mặt bạn cũng muốn thử sức nhiều hơn ở những lĩnh vực mới. Ở đây là mình nghĩ cái việc là đằng sau cái cô gái này, đằng sau dòng tiền này có rất là nhiều nhà cửa, có rất là nhiều những cái, và cái hành lang này cũng tượng trưng cho những cái vùng an toàn mà bạn muốn đi ra, bạn muốn khám phá nhiều hơn, muốn di chuyển nhiều hơn. Và có một xu hướng nữa là 2023 bạn được kêu gọi là đi làm từ thiện nha. Cuộc sống của bạn sẽ thay đổi ra sao khi mà bạn nhận lấy toàn bộ cái khả năng mà vũ trụ ban tặng cho các bạn và sử dụng nó một cách hợp lý. Tất cả lĩnh vực trong cuộc sống các bạn cân bằng, và những cái luân xa mà bạn đang gặp, hoặc là trong những trải bài trước của Vi bạn theo dõi, nó cần phải cân bằng á, thì lập tức nó sẽ tự động được cân bằng. Ở đây mình thấy là cân bằng trong lĩnh vực tiền bạc này, cân bằng trong lĩnh vực hôn nhân gia đình này, cân bằng trong lĩnh vực đối với những bạn đang độc thân là cân bằng trong cái lĩnh vực về người yêu, người bạn đời này, cân bằng về thời gian này, cân bằng về những cánh cửa cơ hội này, và cân bằng cả với chính cái tính nam và tính nữ của các bạn nữa. Và các bạn cũng được khuyên là hãy vui vẻ hơn, hãy tận hưởng cuộc sống từng ngày từng giờ. Không nhất thiết lúc nào cũng cần phải đúng là đúng và sai là sai. Bởi vì bản thân bạn khi bạn đã tự tạo ra được cái vòng tròn bảo vệ, cái vòng tròn tĩnh lặng, kể cả là dù xung quanh có bị xáo trộn như thế nào, kể cả xung quanh nó có ồn ào như nào, bạn vẫn giữ được một cái tâm tâm tĩnh lặng và tỉnh táo, thì dù có chuyện gì bạn cũng sẽ vượt qua được. Thì đấy chính là nói về sự cân bằng này. Thì vừa rồi là toàn bộ thông điệp mà mình truyền tải đến cho các bạn ở Kim Ngưu. Bây giờ mình sẽ sang với các bạn song tử ha. Đối với những bạn cung hoàng đạo song tử, wow, the star. Mình báo luôn tin vui cho các bạn mà khả năng đặc biệt vũ trụ ban tặng cho các bạn vào 2023 nha. Các bạn sẽ là những vì sao. Thứ nhất là các bạn đi đâu làm gì các bạn cũng sẽ nhận được những cái sự chú ý, nhận được những hào quang. Có một số bạn ở đây các bạn sẽ được truyền cảm hứng để làm rất rất nhiều thứ, và đây sẽ là một trong những năm mà các bạn gây dựng được tầm ảnh hưởng với người khác. Và các bạn sẽ nhận được là rất nhiều thông tin về sự chữa lành. Nếu như mà các bạn trong năm 2022 là một cái năm khá là biến động với các bạn, thì 2023 nó sẽ là một trong những năm có một cái màu sắc đối lập. Nó tốt đẹp hơn rất là nhiều khi mà mình nhìn thấy hình ảnh này. Các bạn song tử được kêu gọi là để khai thác tối đa tiềm năng của các bạn thì tối đa cái khả năng đặc biệt của các bạn, thì các bạn hãy kết nối với bầu trời sao, bầu trời vào buổi tối, bắt đầu từ chiều tối đến tối muộn, đến tối đêm nhiều hơn để có thể nhận được những cái năng lượng như thế này. Và ngoài ra liên quan đến cái việc là các bạn sẽ lấy lại được cái động lực, các bạn sẽ lấy lại được cái niềm tin, lấy lại được hy vọng. Các bạn sẽ làm mọi thứ một cách quyết tâm hơn. Các bạn nhất định là các bạn hứa với bản thân là tôi sẽ thay đổi vào năm 2023 chẳng hạn, và thực sự là các bạn sẽ làm được cái điều đấy nha. Hoặc là các bạn bảo là 2023 sẽ là một cái năm để bạn tỏa sáng chẳng hạn, thì đúng là bạn sẽ sống đúng với những gì mà bạn nói, bạn hứa, bạn cam kết với chính bản thân và với những gì mà bạn đang làm. Cái này nó liên quan trực tiếp đến cả về công việc, về tình cảm, về một mối quan hệ, về một ai đó, về cái đường đi nước bước của các bạn, về cái hành trình của các bạn, về những cái mục tiêu của các bạn trong năm 2023. Và có vẻ như là một cái điều ước mà các bạn đã mong mỏi từ rất là lâu nó sẽ thành sự thực.
cuộc sống của bạn sẽ thay đổi thế nào khi mà bạn khai thác được năng lực đặc biệt song tử. Rồi, các bạn sẽ có xu hướng chia sẻ hơn, xu hướng đón nhận hơn, cho và nhận một cách công bằng, cân bằng và hợp lý. Sẽ không còn cái việc bị quá tải đến bởi luân xa trái tim nữa, cũng không bị cũng không như kiểu tự gây áp lực lên cho chính mình nữa. Các bạn sẽ học được cái sự chia sẻ. Và từ cái việc là các bạn chia sẻ hơn, các bạn cởi mở hơn, các bạn có một cái nguồn năng lượng mềm mại hơn, các bạn thay đổi cái góc nhìn, thiết lập lại cái mục tiêu nó mới hơn cho năm 2023, thì từ đó nó sẽ kéo theo những cái vận may cho các bạn. Rất là nhiều những cái màu sắc tích cực ở đây, màu xanh lá cây, màu tím, màu vàng, màu hồng, những màu mà các bạn có thể sử dụng. Và yên tâm là không có một cái trái tim nào, không có một cái vết nứt nào quá lớn để cho thời gian có thể hàn gắn nha. Bởi vì bạn sẽ thấy những cái điều kỳ diệu nó sẽ xảy ra với các bạn khi các bạn tin tưởng, khi các bạn đặt tình yêu lên trên tất cả. Tình yêu ở đây không có nghĩa là chỉ có mỗi tình yêu về mối quan hệ, hay là tình yêu về nam nữ, hay là tình yêu đôi lứa, mà ở đây có cả tình yêu với bản thân, tình yêu với những cái mục tiêu mà các bạn đang làm, tình yêu với cả những gì mà trước giờ bạn không từng đặt niềm tin vào đó, nhưng bây giờ bạn thay đổi góc nhìn, bạn đã đặt niềm tin vào đó, thì đấy cũng là tình yêu chẳng hạn. Rồi, sự ổn định, niềm vui sẽ quay trở lại với các bạn. Khi nhắc lại lá bài này thì mình thấy luôn, cũng giống như cung kim ngưu, các bạn song tử 2023 sẽ là một cái năm cải thiện khá lớn về tiền bạc vật chất đối với các bạn. Đương nhiên là phải nỗ lực thì mới có được cái tiền bạc vật chất, nhưng nó sẽ không quá áp lực như năm 2022 nữa. Và nó sẽ đi đến một cái sự ổn định hơn nữa các bạn. Các bạn chấp nhận được sự cô đơn, chấp nhận được sự một mình. Nếu như những bạn nào mà đã từng kết thúc một mối quan hệ với một ai đó vào năm 2022, thì 2023 là một cái năm để bạn chữa lành, là một cái năm làm để bạn tự đi với bản thân, là một cái năm mà bạn không phải quá sợ hãi khi mà chấm dứt hay kết thúc một cái gì đó nữa. Bạn học được một cách là đôi khi một mình cũng tốt, đôi khi một mình cũng ổn, miễn là bạn thấy cái điều đấy vẫn phù hợp trên cái chặng hành trình của bạn là được, chứ không phải nhất thiết phải so sánh với người này người kia. Và feeling alone là mình nghĩ đến cái việc là cuộc sống của bạn thay đổi khá là nhiều, kể cả cái việc là bạn buông bỏ đi được cái sự phụ thuộc, buông bỏ đi được những cái người mà không từng trân trọng, hoặc là không từng gọi là họ họ từng lấy đi những cái niềm tin, lấy đi những cái tình yêu thương, hoặc là họ, hoặc là bạn từng để chính bản thân bạn trong một mối quan hệ độc hại chẳng hạn. Bạn chấp nhận được cái cảm giác cô đơn đơn độc như thế này. Và các bạn hiểu được một câu rằng đó chính là không ai giúp bạn tốt hơn bằng chính bản thân các bạn, song tử. Mặc dù nha, tính cách thông thường các bạn song tử, đặc biệt là năng năng lượng của các bạn song tử, thì các bạn ấy luôn luôn là những người vui vẻ, năng động, hay cười, là những người rất là giỏi ngoại giao, rất là giỏi ăn nói, và thậm chí đôi khi sẽ là những người khuấy động bầu không khí. Nhưng 2023 nó sẽ là một cái năm mà hơi trầm trầm xuống một xíu, bởi vì 2022 nó đã mang lại cho các bạn rất là nhiều những cái kết quả khác nhau, và khiến các bạn buộc 2023 phải có một cái lộ trình rõ ràng, cụ thể và thực tế, cũng như là có những cái mục tiêu cam kết hơn với bản thân, có một cái sự tĩnh lặng hơn, có một cái năng lượng mềm mỏng hơn, linh hoạt hơn để thích nghi. Thay vì việc lúc nào cũng xông xáo, hoặc lúc nào cũng dồn hết năng lượng của bạn cho một cái gì đó, và đến cuối cùng, ví dụ như là có một vài bạn, ví dụ như là khi mà đi gặp mặt chơi với bạn bè, hoặc thậm chí khi các bạn ở trong cái môi trường với đồng nghiệp, bạn rất là ai cũng nói với bạn là bạn là người vui vẻ, giàu năng lượng, bạn là một người rất là nhiệt huyết, bạn là một người mà rất là họ nhìn thấy bạn là như kiểu là họ có được cái nguồn năng lượng trở lại, họ có được động lực trở lại. Nhưng mà không ai biết được rằng là khi mà bạn về với chính căn phòng của bạn, khi mà bạn trở lại với chính cái con người thực tế của bạn, thì bạn không phải là cái con người vui vẻ như trong lúc làm việc chẳng hạn. Đó, nhưng không phải ai cũng nhìn ra được điều đấy. Thì 2023 cũng là một năm mà bạn sẽ sống thật hơn với chính bản thân chẳng hạn. Bạn bạn không những phô bày ra cái mặt vui vẻ như thường thấy của bạn, mà bạn sẵn sàng chia sẻ ra cả những cái thời điểm mà bạn cô đơn nữa. Thì đấy là toàn bộ những cái thông điệp mà mình truyền tải cho các bạn ở trong tụ trong trong song tử. Bây giờ mình sẽ sang với các bạn cự giải. Khả năng đặc biệt mà vũ trụ ban tặng cho bạn cự giải vào 2023. Wow, sự hợp tác. Các dự án sẽ được phát triển rất nhiều khi mà có sự hợp tác, khi có cái việc là bạn tham gia những cái khóa học, hoặc là tự tự học với chính bản thân bạn, nhưng mà đẩy bản thân bạn ở trong công việc lên một cấp độ cao hơn, thử thách bản thân nhiều hơn, làm những điều mới mẻ hơn mà trước giờ bạn chưa từng làm, đặc biệt là liên quan đến công việc, dự án, sự đầu tư nha. Đấy là các lĩnh vực mà mình đang thấy ở đây là sẽ áp dụng được tối đa cái khả năng của các bạn trong cự giải. Mặc dù các bạn cự giải là một trong những bạn mà đôi khi được được mọi người đánh giá, hoặc đôi khi trong cái tính chất của cung hoàng đạo cự giải nó là
an phận, có nghĩa là bạn không có đấu tranh với người khác, nhưng mà bạn cũng không cần phải quá cố gắng, tại vì với cái tính cách đơn thuần các bạn chỉ muốn là làm yên ổn cái công việc của bạn thôi, cũng không cần phải phát triển quá. Nhưng 2023 sẽ là một cái năm mà bạn được thôi thúc để bứt phá hơn, bạn được thôi thúc để kết nối với người này người kia nhiều hơn, bạn được thôi thúc để làm cái dự án của bạn một cách sáng tạo hơn, bạn được thôi thúc để học một thứ gì đó, một là một học một thứ mới nguyện mới mới tinh với các bạn, mang lại cái sự truyền cảm hứng động lực cho các bạn và cái sự thích thú cho bạn. Và thứ hai là bạn sẽ nâng cấp cái công việc hiện tại của bạn lên một tầm cao mới hơn bằng việc đi học, đi đọc thêm sách hoặc là đăng ký kể cả khóa học online, khóa học trực tiếp hay là tìm người thầy, người thợ về dạy cho các bạn. Hoặc là bạn sẵn sàng đi làm tình nguyện, bạn sẵn sàng đi làm thực tập chẳng hạn. Thì mình đang thấy ở đây có nha, nhưng nó giúp ích cực kỳ cho lĩnh vực công việc, sự nghiệp đi đường dài của các bạn. Đặc biệt đối với các bạn cự giải. Và các bạn cũng sẽ có thêm được những người bạn mới nữa. Thì đấy là những gì mình đang thấy. Con số 3 là con số của sự hợp tác khá là nhiều. Thế nên khả năng đặc biệt của các bạn, mình sẽ xem là cuộc sống của các bạn cự giải sau khi mà các bạn khai thác được khả năng nó sẽ ảnh hưởng như thế nào. Các bạn có trust, sự tin tưởng, những sự khởi đầu mới, những cuộc phiêu lưu mới, không nằm trong kế hoạch, không nằm trong dự định. Hãy đón nhận mọi thứ nhiều hơn, cởi mở hơn, tin tưởng vào bản năng, hãy cứ vui vẻ, bởi vì là đôi khi những bước không nằm trong kế hoạch nó lại mang lại những cái điều thú vị bất ngờ cho bạn trên chuyến hành trình. 2023 cũng là một năm mà cự giải sẽ có rất là nhiều những chuyến đi bất ngờ nha, hoặc là bản thân bạn sẽ tự động như kiểu là thay đổi cái lối sống, thay đổi cái phong cách làm việc, hoặc là thay đổi về cách nhìn nhận về cái việc là di chuyển đi lại. Ví dụ như là lúc trước các bạn không hẳn là một người quá thích đi du lịch, nhưng 2023 bạn được thôi thúc là phải đến địa điểm này này, phải đến địa điểm kia kìa, bởi vì bạn cảm giác có một cái điều gì đó sẽ chờ đợi bạn chẳng hạn. Thì thay vì như lúc trước bạn phải lên kế hoạch một cách quá tỉ mẩn đến cái mức phải vài tháng, thì năm 2023 thì bạn thấy là ok, nếu mà có đủ về nguồn lực thì các bạn sẽ sẵn sàng đi luôn trong vòng một nốt nhạc chẳng hạn. Đó. Thì đấy là sự khác biệt nha. Ngoài ra, cuộc sống các bạn sẽ ảnh hưởng rất nhiều khi mà các bạn khai thác được khả năng. Và ngoài ra thì rất có thể khá nhiều các bạn trong tụ giải nha, trong những cái năm trong quá khứ trước khi đến cái năng lượng của 2023, các bạn luôn luôn ở trong trạng thái là phần lớn nha, mình không nói tất cả, nhưng phần lớn các bạn mà chọn cung cự giải, các bạn ở trong trạng thái là lưỡng lự, hay phân vân, hay do dự khi mà có từ hai quyết định, hai lựa chọn, thậm chí là khi mà có hai người cùng cùng crush bạn mà đều muốn ngỏ lời bạn, rất là khó đối với bạn để lựa chọn chẳng hạn. Và đôi khi chính bản thân bạn cũng sợ phải đối diện với bóng tối của chính bạn nữa. Nhưng mà 2023 bạn có được lòng can đảm để vũ trụ gọi là như kiểu thôi thúc bạn, gọi là thúc vào mông bạn để cho bạn làm gì, bạn tiến tới về phía trước một cách không sợ hãi, để dám đối diện, dám thậm chí chấp nhận cả sự thất bại để đánh đổi đến một cái gì đó. Có nha, bởi vì bao xu là mình nghĩ cái việc là không nghĩ quá nhiều về những cái rủi ro nữa, mà sẽ tập trung vào khai thác tiềm năng tối đa hơn, tập trung khai thác khả năng, tập trung khai thác thế mạnh, và lấy cái điều đó để lấn át lại được cái tâm lý của sự sợ hãi, lấn át được cái tâm lý của sự sợ thất bại, của sự lo lắng quá mức. Thì đấy là một trong những cái mà ảnh hưởng nhất đến cuộc sống của các bạn trong 2023 nha. Đây là một cái bước tiến rất lớn đối với các bạn trong cự giải. Và một trong điều nữa mà các bạn trong cự giải có thể là thấy được một cách rất là rõ, có thể các bạn trong cự giải có liên quan đến các bạn cung Bạch Dương như vừa nãy trong cái tụ đầu tiên nha. Tại vì ở đây mình thấy cũng có một cái năng lượng của cái việc là những gì các bạn tìm bấy lâu nay, hoặc các bạn vẫn đang tìm hiểu, những gì mà các bạn chưa thấy câu trả lời, nó sẽ được tiết lộ dần dần trong 2023. Và 2023 cũng là một năm mà bạn có xu hướng là soul searching, nghĩa là tự tìm kiếm về linh hồn của các bạn, thật sự xem các bạn là ai, các bạn xuống cái kiếp sống này để làm gì, để trải nghiệm điều gì, bài học gì mà trong 2023 bạn vẫn còn phải học nữa. Hay là ví dụ như là bạn đã từng xem những cái trải bài rồi, nhưng bạn vẫn muốn tìm hiểu sâu hơn nữa, mà bạn muốn tự tự bản thân bạn tìm hiểu cái điều đấy cơ. Thì liệu đâu sẽ là cái nguồn thật sự cho bạn để bạn có thể tìm hiểu được cái điều đó, hoặc là để làm rõ ra những cái câu trả lời nó, chứ không phải là chỉ xem những cái hình ảnh trên lá bài nữa, kiểu như vậy. Nghĩa là bạn khao khát tìm kiếm thứ gì đó sâu thẳm hơn. Và bạn sẽ có xu hướng là tách biệt với đời sống xã hội khá là nhiều, có nghĩa là đôi khi bạn dám sẵn sàng nói không với những lời mời, với những cái ví dụ như là hạn chế lên mạng xã hội hơn này, thiết lập ra những cái khoảng thời gian rất là nghiêm ngặt trong cái việc là bạn đi ra ngoài gặp gỡ mọi người, vui chơi như nào, tại vì bạn muốn thời gian đó bạn đang được thôi thúc để bạn
ngồi lại với chính bạn kết nối, hoặc là bạn được thôi thúc để ghi chép, bạn được thôi thúc để đơn giản là chỉ là tạm lắng đọng lại thôi, chứ không phải là bạn cách ly hoàn toàn với thế giới chẳng hạn. Nhưng mà bạn cần cái khoảng thời gian đó, chứ không phải là lúc nào cũng ra ngoài tìm kiếm câu trả lời. Và bạn biết cái điều đấy là cần thiết cho bạn. Và ngoài ra, cái việc mà bạn khai thác được khả năng nó cũng sẽ ảnh hưởng đến các bạn cự giải trong năm 2023, liên quan đến cái việc là các bạn sẽ tìm lại được, thấy nhiều cái sự thanh bình yên ả hơn, sẽ không phải bị lúc nào cũng phải chạy về phía trước với cái tâm trạng thấp thỏm lo sợ không biết là mình đã làm đúng chưa, mình làm đủ chưa, mình làm như vậy đã ổn hay chưa, có ai đánh giá mình hay không, có ai phán xét mình hay không. Có nghĩa là không bị lo lắng quá về tương lai, và đặc biệt cũng không bị ám ảnh quá về những gì đã xảy ra trong quá khứ nữa, mà chỉ tập trung vào sống trong hiện tại thôi. Thì nếu như các bạn muốn nghe thêm cái thông điệp thì các bạn có thể quay trở lại cái tụ đầu tiên là liên quan đến cô Bạch Dương này, các bạn xem, các bạn kéo đến cái phần mà của số 5 phút mấy ạ, có cái hình ảnh của số 9 này này thì bạn có thể xem. Và cuối bộ bài các bạn có flow, cứ xuôi theo dòng, cứ để cho vũ trụ dẫn lối, cứ để cho linh hồn của bạn dẫn lối, cứ để cho những gì thôi thúc các bạn, và hãy làm, thực hiện nó ngay lập tức. Không cần phải lên kế hoạch quá nhiều, bởi vì cuối cùng bạn sẽ vẫn ổn thôi. Và đây cũng nó cũng sẽ là báo hiệu của một cái sự kết thúc của một con người cũ, của một phiên bản cũ, để nâng cấp lên một cái phiên bản mới, bước chân hoàn toàn vào một cái chương mới vào 2023. Nó ảnh hưởng rất lớn đến trong những cái năm tháng sau này của bạn. Phải nói là những gì bạn làm trong 2023 và đạt được trong 2023 nó sẽ là tạo tiền đề. Mặc dù nó là cái sự thay đổi, mình không biết là các bạn có đón nhận hay không những cái sự thay đổi mới này, nhưng thực sự là nó sẽ tốt cho các bạn sau này. Thì vừa rồi là toàn bộ những thông điệp mà mình truyền tải cho các bạn ở trong cung cự giải. Bây giờ mình sẽ sang với sư tử ha. Khả năng đặc biệt vũ trụ ban tặng cho các bạn. Liên quan đến tình cảm nha. Khả năng của các bạn liên quan đến việc là sử dụng những lời nói, hành động, suy nghĩ, ý niệm một cách rất là dịu dàng, rất là nhẹ nhàng với đối phương các bạn, đặc biệt với những bạn nào mà đang trong mối quan hệ rồi. Đối phương các bạn sẽ cảm nhận thấy được là wow, tự nhiên cái người này bình thường là họ đã có hai trường hợp nha. Trong mối quan hệ bạn sẽ rất ngạc nhiên tại sao 2023 lại thay đổi cái người của bạn nhanh như vậy. Tự nhiên là ví dụ như bình thường là họ rất là ít nói, bình thường là họ như kiểu là hơi khô khan một tí, nhưng mà tự nhiên 2023 họ lại làm nhiều điều lãng mạn hơn cho bạn khiến bạn rất là ngạc nhiên chẳng hạn. Hoặc là ví dụ như là 2023, mặc dù bình thường bạn cũng biết là họ lãng mạn rồi nhưng không nghĩ là 2023 lại lãng mạn đến như thế. Hoặc là hay giúp đỡ các bạn trong những cái công việc nhà, hoặc là ví dụ như là san sẻ với bạn, hoặc thậm chí là chủ động làm một cái việc gì đó trong khi bạn đang bận chẳng hạn. Mà thậm chí bạn còn chưa kịp nhờ mà người ta đã đoán ra được ý bạn chẳng hạn. Thì cái sự tinh tế nha, phải nói thực sự 2023 đánh dấu một cái sự tinh tế đến từ các bạn trong sư tử. Mặc dù năng lượng của sư tử, nếu như các bạn để ý đến và đọc thông tin về các cung hoàng đạo, mình phải nhắc đi nhắc lại để các bạn xem kỹ hơn và hiểu kỹ hơn cái trải bài này, các bạn nên đọc thêm một vài những cái thông tin về cung hoàng đạo của chính các bạn để các bạn xem. Tại vì cung hoàng đạo song sư tử là một trong cung hoàng đạo thuộc yếu tố lửa, thì mang cái tính nhanh, mang cái tính vội, mang cái tính chắc chắn bền bỉ, nhưng mà đôi khi hay được đánh giá là tự tin, nhưng mà đôi khi làm rồi mới nghĩ chẳng hạn. Đó, nó chưa thật sự gọi là chín chắn trưởng thành, đặc biệt trong mối quan hệ. Nhưng mà 2023 bạn sẽ thấy một cái năng lượng khác. Thấy không? Và nếu như bạn nào đang độc thân nha, mình đang thấy là các bạn sẽ trở thành cái nam châm để thu hút rất là nhiều đối tượng xung quanh, nhận được rất là nhiều những cái lời mời. Và thậm chí trong số đó có một trong những người, người này là người được sắp đặt cho bạn trong chuyện tình cảm. Nên hãy để ý hơn, để có thể gọi là đúng người đúng thời điểm thì chúng ta có thể gọi là kết nối với nhau. Thì cái khả năng của các bạn liên quan đến cái sự thu hút những cái năng lượng của tình yêu thương về phía các bạn, cũng như bạn sẽ lan tỏa ngược lại cái tình yêu thương đấy cho những người xung quanh. Dù là trong tình yêu đôi lứa, ở đây mình đang thấy là cái mùi tình yêu rất là rõ. Dù là các bạn đang độc thân, hay là các bạn đang trong mối quan hệ, hay thậm chí là đã lập gia đình. Còn nếu không, các bạn không đang quan tâm về chuyện tình cảm, tình yêu đôi lứa, thì cái khả năng đặc biệt vũ trụ dành tặng cho các bạn trong năm nay đó chính là liên quan đến cái việc là sự di chuyển, những cái chuyến du lịch ngẫu hứng mà có thể đi qua những cái vùng mà con nước khám phá nhiều hơn. Mặc dù là đặc tính của các bạn cung sư tử cũng là rất là thích khám phá, rất là giỏi ngoại giao, rất là giống như song tử. Và đặc biệt các bạn ấy tự tin, và các bạn ấy đều là những người lãnh đạo rất là xuất chúng, được sinh ra trở thành những người lãnh đạo.
Nhưng mà có vẻ như là 2023 các bạn ấy sẽ học được cái cách xu hướng kiềm chế hơn một chút. Nghĩa là thay vì lúc nào cũng chỉ làm việc theo kiểu lý trí, hoặc lúc nào thay vì cái việc chỉ áp dụng theo một cái mô típ chung, thì 2023 các bạn ấy biết cân bằng giữa lý trí và cảm xúc. Các bạn ấy thay vì cái việc là cứ phải đúng là đúng, sai là sai, hoặc là tìm cái cách nói chuyện, hoặc là sử dụng cái năng lực của các bạn để lấn át người khác. Tại vì đôi khi những người lãnh đạo họ họ tập trung vào cái mảng lãnh đạo nhiều hơn là cái việc là chăm sóc tâm lý của nhân viên chẳng hạn. Nhưng mà 2023 thì tự nhiên là nó có cái sự dung hòa hơn. Thì đấy cũng là một trong những điều mà bạn có thể thu phục được tâm lý của nhân viên, hoặc là ví dụ như là trong cái môi trường mà bạn đang làm việc thì như kiểu bạn tương tác với đồng nghiệp tốt hơn, hoặc thậm chí là kể cả với người trong gia đình cũng như thế. Không còn quá gọi là không còn quá cứng nhắc nữa, mình phải nói là cái từ đấy. Còn đối với những bạn đang độc thân, vừa rồi mình nhận được một thông điệp nữa, có vẻ như là các bạn sẽ đương nhiên là chuyện tình cảm các bạn nó sẽ là khá nhiều những cái điểm nhấn vào 2023, và trong đó có một đến một vài mối quan hệ bạn sẽ gọi là thích họ ngay từ cái nhìn đầu tiên, và đôi khi chân không chạm đất vì chính những cái sự thích thú đấy. Thế nên là hãy để ý hơn một chút ha. Cuộc sống của bạn thay đổi rất nhiều bởi vì bạn chăm chút nhiều hơn đến luân xa trái tim. Luân xa trái tim như mình nói rồi, liên quan về tình yêu thương vô điều kiện với bản thân, liên quan về cái tình yêu với người khác trong các mối quan hệ, liên quan đến cái sự xoa dịu với đứa trẻ bên trong, sự chữa lành, sự hàn gắn, sự tha thứ, sự buông bỏ, sự chấp nhận, tất cả mọi thứ gắn liền với luân xa trái tim. Thì ở đây cái năng lượng đầu tiên các bạn cũng là năng lượng của nước, liên quan đến một phần của luân xa trái tim. Rồi thành công và sự phát triển. Thực ra từ cái khả năng mà vũ trụ ban tặng cho các bạn ở trong sư tử vào 2023, bạn sẽ thấy được rằng nó vừa là khả năng, và khi bạn áp dụng nó một cách khôn ngoan, bạn sẽ thấy nó cũng chính là những gì giúp các bạn bay lên cao hơn nữa so với cái vị trí hiện tại của bạn, gọi là so với cái rank hiện tại của bạn, về thăng hạng hơn. Mình phải nói là tự sự sự thăng hạng. Bởi vì sao? Không phải lúc nào là chúng ta cũng dùng cái kiến thức, không phải lúc nào chúng ta cũng dùng cái sự gọi là không phải là cái việc là chúng ta dùng cái việc là chúng ta thể hiện ra là chúng ta giỏi hơn người khác bao nhiêu, mà thực sự nó còn kết hợp với cả cái việc chúng ta tương tác, chúng ta kiên nhẫn, chúng ta nhân từ, và chúng ta sử dụng cái trái tim của chúng ta để thấu hiểu người khác. Tại vì giữa con người với con người đôi khi nó tồn tại, ngoại trừ cái lý thì nó còn cái tình nữa. Thì các bạn trong các bạn sư tử và 2023 các bạn sử dụng rất là tốt cái điều đấy để đạt được cái thành công thật sự và thu phục chính con người, và nó sẽ khiến cho bạn phát triển lên một cái tầm cao mới. Và ngoài ra ở đây nhá, nó cũng đánh dấu với một việc là khi mà bạn kết nối một cách sâu sắc với cái luân xa trái tim của các bạn á, thì đối với những bạn nào mà đang trên cái hành trình thức tỉnh về tâm linh tinh thần, hoặc là các bạn cũng đang nuôi dưỡng một cái ý định, nuôi dưỡng một cái dự án nào đó, thì 2023 các bạn tiến hành đi, chia nhỏ từng bước ra và hãy đi từ những bước nhỏ nhất, bởi vì là bạn đang đi đúng đường. Tất cả những gì bạn xây dựng nó giống như là những cái nhánh của cái cành cây này. Cái gốc rễ bạn đã có rồi, bây giờ chỉ tiếp tục xây dựng những cái nhánh thôi. Tại vì đến cuối cùng bạn, phần thưởng sẽ về phía bạn, đến cuối cùng bạn sẽ vẫn là người chiến thắng. Nhưng quan trọng bạn phải bước đi từ bước đầu tiên đã. Con số 8 là con số của sự thịnh vượng, con số của sự phát triển cả về vật chất và về tinh thần. Rồi bây giờ mình sẽ sang với cung cung xử nữ. Khả năng đặc biệt vũ trụ ban tặng cho các bạn trong 2023. Wow. Kỵ sĩ gậy và sáu kiếm. Mình thông báo luôn nha. Cũng giống như các bạn kim ngưu thì các bạn xử nữ A, các bạn cùng một yếu tố là đất. Trong yếu tố đất thì có kim ngưu xử nữ ma kết, thì tí nữa đến cung ma kết các bạn sẽ xem những cái cung đó xem có sự liên kết gì hay không nha, bởi vì ở đây mình đang thấy có sự liên kết này. Cái năng lực đặc biệt mà các bạn, hầu hết các bạn xử nữ sẽ được vũ trụ có ưu ái riêng. Thứ nhất, rất nhiều sự thay đổi rất tích cực sẽ xảy ra với các bạn. Đây là những gì mình có thể khẳng định luôn. Có thể là nó chưa hoàn toàn gọi là đạt đến đỉnh điểm, ví dụ như là về cái sự vui sướng hoàn toàn về vật chất, hay ví dụ như là tự nhiên đùng một phát là bạn được trúng số, hay tự nhiên là ví dụ như đùng một phát là trong trong mối quan hệ là bạn 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 được về chung một nhà với người bạn yêu thích. Nhưng chắc chắn nó sẽ là cái sự thay đổi rất tích cực mà vũ trụ dành riêng cho bạn và sẽ gửi đến trong những cái thời điểm cụ thể mà khiến bạn như kiểu lúc nào cũng ở trong cái trạng thái đủ đầy, lúc nào cũng ở trong cái trạng thái là của cái việc là một cái nguồn năng lượng rất là cao để đón nhận, để tiếp tục nỗ lực, để tiếp tục gọi duy trì cái lòng tin của các bạn về một điều gì đó, về một dự định gì đó, về một hành trình, về một cái công việc, về một chuyện tình cảm nào đó.
Thì đấy là những sự thay đổi rất là tích cực, và vũ trụ sẽ trực tiếp điều hành cái này nha. Riêng lúc mà mình đọc cái này, nó không nằm trong tầm kiểm soát của bạn, nhưng mà nó sẽ là những sự thay đổi tích cực. Cứ cởi mở ra để đón nhận thôi. Và ngoài ra, liên quan đến việc là rất có thể bạn sẽ trò chuyện, gặp gỡ, tương tác với những người cung khí và cung lửa. Cung khí là Bảo Bình, Thiên Bình, Song Tử, cung lửa là Bạch Dương, Nhân Mã, Sư Tử. Và những người này sẽ là cái người mà mang lại cái tin tức, mang lại cái sự thay đổi tích cực cho bạn như vừa nãy mình nói đến, được vũ trụ trực tiếp gửi gắm. Và ngoài ra, ở đây rất nhiều bạn Sử nữ vào 2023, các bạn có cái xu hướng ra ngoài nhiều hơn, đặc biệt là di chuyển nhiều hơn, có thể là chuyển chỗ ở, chuyển môi trường công việc, thay đổi cái góc làm việc, thay đổi cái phong cách sống, thay đổi chế độ ăn, thay đổi phong cách thời trang. Nói chung là thay đổi để trông bạn mới hơn, khác biệt hơn. Thì từ đó nó cũng tạo thêm những cái gọi là góp phần tạo nên cái sự thay đổi tích cực. Và ngoài ra một điều nữa, vũ trụ đang gửi cho các bạn một trong những cái năng lượng rất tuyệt vời của 2023. Một năng lượng mới hoàn toàn. Một năng lượng luôn luôn duy trì được sự vui vẻ, luôn luôn nhìn được tính tích cực trong tất cả mọi vấn đề, luôn luôn quay trở lại bản chất của vấn đề là sự vui vẻ, là sự thanh bình, là sự đơn giản, không bị phức tạp hóa vấn đề nữa. Bởi vì như các bạn biết, Sử nữ thông thường là những cung hoàng đạo của cái việc là phân tích, rất giỏi phân tích, bởi vì mình cũng là Sử nữ nên là mình biết. Rất là giỏi phân tích tất cả mọi thứ, đôi khi tỉ mỉ đến cái mức mà người ta nghĩ là một người như kiểu là hay phán xét, chỉ trích, hoặc là thậm chí là như kiểu người ta hay gọi câu bới lông tìm vết. Nhưng thực ra là đơn giản, đấy là cái bản năng tự nhiên của các bạn trong cung Sử nữ. Được không ạ? Nhưng mà thực sự là năm 2023, không biết là các bạn có cảm nhận kỹ hay không, nhưng mà từ đầu năm, từ bắt đầu từ ngày mùng 1 tháng 1 năm 2023, các bạn đã cảm nhận thấy được một cái nguồn năng lượng hoàn toàn mới rồi. Đương nhiên là những cái khó khăn và thử thách trong 2023 của các bạn nó vẫn chưa hoàn toàn là chấm dứt. Những gì mà 2022 các bạn vẫn phải chịu đựng, nó vẫn chưa hoàn toàn chấm dứt, nhưng chắc chắn nó sẽ tốt hơn so với năm trước. Đấy là những gì mình đang nhìn thấy. Và bản thân bạn sẽ buông bỏ đi bớt được những cái sự ảo mộng, buông bỏ bớt đi được những cái gánh lo, buông bỏ bớt đi được những cái tâm lý nặng nề, buông bỏ bớt đi được cả cái những cái tính cách mà ví dụ như là thích sự hoàn hảo, ví dụ như là thích sự phân tích một cách quá đà về các cái option, về các cái lựa chọn, hoặc là buông bỏ đi bớt đi về cái sự kiểm soát của một vấn đề, của một mối quan hệ gì đó, để sống một cách thoải mái hơn, sống một cách bung lụa hơn. Phải nói là đây là một cái năng lượng mà đặc biệt là vũ trụ biết là các bạn đã, thực ra các bạn cung Sử nữ nói chung, mình không nói về bản thân Vi nữa nha, mình nói về cái việc là các bạn cung Sử nữ ở đây liên quan về cái việc là các bạn ấy tỉ mẩn đến cái mức mà đôi khi các bạn ấy không dám đón nhận cơ hội, hoặc đôi khi không dám bứt phá hơn. Đáng nghĩa các bạn ấy hoàn toàn có cái khả năng bứt phá đó, bởi vì là các bạn ấy rất là nỗ lực, chăm chỉ trong tất cả mọi thời điểm, mọi thời gian, và các bạn đều duy trì những cái hình tượng rất là, kể cả là bên trong hay bên ngoài đều rất là đồng nhất. Nhưng mà có vẻ như bởi vì cái việc và đôi khi phân tích quá đà khiến các bạn đã từng bị bỏ mất khá nhiều cơ hội. Nhưng 2023 thì khác. Dám chơi, dám chịu, đấy là một trong đặc tính mình đang thấy khi mà lá bài này xuất hiện. Thứ hai, dám phiêu lưu khám phá hơn, chấp nhận mạo hiểm, chấp nhận rủi ro. Bởi vì các bạn nên biết là khi có được trải nghiệm thì đương nhiên mình cũng sẽ phải trả giá bằng một cái thử thách, hoặc mình cũng sẽ phải bỏ nỗ lực nhiều hơn những người khác. Và các bạn chấp nhận điều đấy. Và ngoài ra, một trong những cái tông màu mà các bạn sử dụng rất nhiều đó chính là tông màu vàng, tông màu đỏ, tông màu cam, tông màu phải nói là tông màu của lửa, tông màu của sự bảo vệ, tông màu của cái việc là thiết lập ranh giới giới hạn đối với những người mà đã từng không trân trọng, đối với những người mà đã từng lấy đi những cái sự tốt đẹp của bạn, hoặc là lấy đi những cái ví dụ như là bạn bạn từng chăm sóc họ, bạn từng nghĩ nghĩ cho họ, nhưng cuối cùng họ không trân trọng cái việc đấy chẳng hạn, hoặc họ thờ việc đấy chẳng hạn, thì 2023 nó sẽ là giờ tôi đành với bạn rồi, tôi hoàn thành kết thúc với bạn rồi, tôi hoàn toàn tôi muốn sống với cuộc sống của tôi kiểu như thế. Đó. Và 2023 cũng là một cái năm liên quan về cái việc là vũ trụ ban tặng cho các bạn khả năng này để làm gì? Cho các bạn vui vẻ hơn, thực sự là vui vẻ hơn nữa. Để dù có chuyện gì xảy ra bạn cũng sẽ đón nhận. Để dù chẳng may ví dụ kết quả nó không xảy ra đến cái đúng cái kế hoạch đó thì bạn cũng rất là vui vẻ, bởi vì bạn đã nỗ lực hết sức cho những gì mà bạn có thể làm rồi, thì bạn cũng không cần gì các bạn phải nuối tiếc, hoặc là các bạn phải quá tự gây áp lực cho bản thân cả. Thì thực ra thì Vi chia sẻ một chút, cái điều này nó rất giống với cái việc là các bạn cũng biết là khi mà mình mất cái kênh YouTube cũ Vi Magical Healing vào cái tháng 10 vừa rồi, thì thực tế ở đây
mình đã nhận, thực ra thì trước khi mà mình mất kênh thì mình đã nhận được cái thông điệp đến từ đội bảo hộ tâm linh của mình cũng như bản thân mình trải bài, mình đã thấy được cái điều đó rồi, chỉ là mình không nghĩ là nó xảy ra nhanh như vậy thôi. Thì cái lúc mà các bạn thấy là mình trầm đi trong một khoảng thời gian thì thực sự không phải là mình đau buồn hay là mệt mỏi hay là tìm cách gì đó quá đâu, mà đơn giản là mình muốn ngẫm lại mọi thứ để mình xem là mình đã hoàn thành đủ với cái kênh cũ hay chưa. Nếu thật sự như có những cái điều đấy xảy ra, nó đã xảy ra với mình, thì liệu cái bài học vũ trụ dạy mình ở đây là gì. Với cả mình cũng muốn tìm xem những cái đường hướng chiến lược để mình có thể gọi là lên kế hoạch những cái đường đi nước bước ở đằng sau nó tốt hơn. Đôi khi những cái sai lầm, đôi khi những cái thất bại, hoặc là không hẳn là thất bại nhưng mà đôi khi những cái sự kiện mà xảy ra không mong muốn, nó chính là những cái bài học, gọi là bài học gọi là thực tiễn nhất cho chúng ta để có thể gọi là làm những thứ khác tốt hơn chẳng hạn. Đó, thì mình mới dành cả một cái quãng thời gian dài như vậy, cũng như mình kết hợp với việc nghỉ ngơi để có thể thay đổi, và cũng như là để tiến tới những cái hành trình như là cái kênh hiện tại là V Alagasensor. Và mình nhận ra là khi mà mình nói cái câu là mình không có up những cái thông tin tin cũ, cũng như là không không có đăng lên những cái video cũ để cho các bạn xem nữa, và mình cũng bảo là ai hữu duyên thì sẽ đến, là liên quan về việc là khi mà mình hỏi đội bảo hộ tâm linh thì có đúng một câu hiện ra thôi, đó chính là mình đã làm rất tốt cái phần việc đối với cái công việc cũ, cái kênh cũ rồi. Vậy thì không có cái gì mà mình phải buồn cũng như là mình phải nuối tiếc hết. Sự kết thúc cũng chính là sự khởi đầu, và mình rất là tin vào cái câu đấy, và đến bây giờ tiếp tục nó lại là một cái hành trình mới nữa. Thì tương tự mình cũng mong là các bạn trong trong xử nữ các bạn có thể là duy trì được cái năng lượng này, cũng như là đón nhận những cái cơ hội mà vũ trụ ban tặng trong năm 2023 này. Nó sẽ là một cái năm hoàn toàn như kiểu là thổi cho bạn một cái luồng sức sống mới. Cái cánh cửa cũ nó đã hoàn toàn khép lại rồi, để cho bạn bước chân vào một cái chu kỳ mới, bước chân vào một năm mới, bước chân vào một cái chương mới nó đầy màu sắc hơn, và bản thân bạn sẽ chính là cái người trung tâm ở trong đó. Mặc dù mình biết nha, theo như chiêm tinh học thì cung xử nữ, mình lại phải nhắc đi nhắc lại, bạn nào mà chưa tìm hiểu về chính cung hoàng đạo các bạn thì các bạn thực sự nên tìm hiểu đi, bởi vì là kể cả cung hoàng đạo xử nữ hay bất kỳ cung hoàng đạo nào các bạn đang sở hữu nha, bởi vì nó sẽ ảnh hưởng đến các bạn rất là nhiều, cũng như là bên cạnh cái chủ đề trải bài ngày hôm nay, các bạn sẽ hiểu hơn về cái cung hoàng đạo đó. Thì trong cung hoàng đạo xử nữ thì thông thường, bởi vì các bạn là những người rất là cẩn thận, tỉ mẩn, suy xét cũng như là phân tích, nên là đôi khi các bạn sẽ chờ đợi cái thời cơ hoàn hảo để bắt đầu. Thế nên đôi khi hoàn hảo quá thì lại thành không hoàn hảo. Thì 2023, và các bạn đã tự học được cái bài học của 2022 rồi, thì 2023 sẽ là một cái năm mà đôi khi các bạn làm việc rất là ngẫu hứng. Nhưng ngẫu hứng nó có nghĩa là thay vì cái việc là làm việc tốn nhiều thời gian thì sẽ tập trung vào cái việc nâng cao năng suất nhiều hơn, làm việc một cách thông minh hơn, chứ không phải là làm việc nhiều thời gian hơn, nhưng mà vẫn đạt được kết quả cao hơn chẳng hạn. Và vẫn có được cái sự vui vẻ, vẫn cân bằng được cái cuộc sống giữa công việc và đời sống gia đình, đời sống bạn bè hay đời sống cá nhân của bạn đó. Và ngoài ra có một điều nữa nha, có ít nhất một người trong 2023 sẽ xuất hiện trong cuộc sống. Mình nói ít nhất một người nha, bởi vì ở đây mình nhấn nhiều con số 1. Xuất hiện trong cuộc sống các bạn xử nữ 2023 như là một cái liều thuốc giảm đau cho các bạn. Rồi, cuộc sống của bạn sẽ thay đổi thế nào trong khi mà các bạn khai thác được khả năng thứ nhất? Các bạn sẽ dám đối diện với cái sự thật mà trước giờ các bạn từng không dám đối diện. Có thể về chính bản thân bạn, có thể về một cái phần tính cách nào đó, có thể về như với giống như mình nói, buông bỏ cái sự kiểm soát quá mức cũng là cái sự thật được chấp nhận. Hoặc ví dụ như là bạn buông bỏ một ai đó trong mối quan hệ chẳng hạn, hoặc là bạn nhìn nhận cái mối quan hệ đấy khác đi chẳng hạn, nhìn nhận về một ai đó khác đi chẳng hạn, để có thể là bớt cái sự khắc nghiệt hơn chẳng hạn. Năm nay sẽ là một cái năm mà các bạn đi nhiều, các bạn trải nghiệm nhiều, nhưng ngược lại các bạn cũng sẽ có những cái giấc mơ nhiều. Mơ ở đây có thể mơ về tất cả mọi khía cạnh, mọi lĩnh vực, và cũng đánh dấu bởi cái việc là các bạn sẽ đưa ra những cái quyết định rất là táo bạo. Nên là lại một lần nữa mình muốn truyền tải cái thông điệp rất là rõ ràng cho các bạn trong xử nữ. Cân bằng giữa thực tế và các cái giấc mơ của bạn trong cái lúc hoặc là trước khi đưa ra quyết định. Và 2023 lại một năm nữa đánh dấu về sự cân bằng về mọi thứ, và đặc biệt sẽ là một cái năm mà phải nói là một cái năm bứt phá, khi mà có rất nhiều các bạn xử nữ tiếp tục lại thức tỉnh, mặc dù là trước 2023 là 2022 các bạn thức tỉnh rồi này, 2021, 2020, 2019, nói chung là trước lúc đó các bạn đã thức tỉnh, nhưng 2023 là một cái năm vừa thức tỉnh, vừa đón nhận khả năng, vừa đón nhận những cái sự chữa lành vết thương, vừa đón nhận những sự dịch chuyển, và đặc biệt vừa đón nhận cả những cái sự đột phá nữa.
để ý hơn đến luân xa số 1, số 6 giúp mình. Thì vừa rồi là toàn bộ những cái thông điệp mà mình chia sẻ cho các bạn cung xử nữ. Bây giờ mình sẽ sang với các bạn cung thiên bình ha. À, vừa có một thông điệp vừa mới bay ra. Tình yêu định mệnh. Không biết là các bạn xử nữ có đang đón nhận, nếu như các bạn đang độc thân thì thực sự là cái cơ hội tìm được một nửa, không phải tìm đâu mà thực sự đây là cái người được gửi xuống cho các bạn thôi. Rồi, rất là lớn. Còn nếu như bạn nào đang trong mối quan hệ thì mối quan hệ này tiếp tục được bền chặt hơn. Còn nếu như bạn nào đang không quan tâm về chuyện tình cảm thì ở đây liên quan cái việc là những quyết định sẽ được trực tiếp liên kết với trái tim của các bạn và sẽ được đưa ra tại đúng thời điểm. Thiên bình, khả năng đặc biệt vũ trụ ban tặng cho bạn trong 2023 là gì? Judgment. Rồi, có 3 khả năng. Thực ra đây không hẳn là khả năng mà thực sự là những điều các bạn ngộ ra từ những năm trước, hoặc thậm chí là khi mà các bạn tự làm một cái bảng đánh giá trung thực ở cuối năm 2022 các bạn đã nhận điều này rồi. Nhưng phải đến mãi 2023 hay thậm chí kể cả trong những năm trước bạn cũng đã thấy rồi nhưng bạn chưa chưa có thời gian để thay đổi hoặc chưa có thời gian để tập trung vào những điều đấy chẳng hạn. Thì 2023 có một cái điều thôi thúc các bạn là các bạn hãy làm việc với nó đi, liên quan đến sự phán xét, liên quan đến sự đánh giá, sự chỉ trích. Ở đây sẽ có hai chiều hướng. Một là bạn sẽ buông bỏ đi cái sự phán xét một cách quá nhanh về một người nào đó. Ví dụ như là bạn bạn từng là hiểu lầm một ai đó, hoặc là ví dụ như là thông qua cái cách nói chuyện của một ai đó, thông qua cái hình ảnh của ai đó thì tự nhiên là bạn bạn nghĩ nhầm về họ mà thực tế họ không phải là con người như thế chẳng hạn. Đó. Thì 2023 bạn có cái cơ hội cũng như là cái khả năng của bạn để giúp nhìn nhận mọi thứ ở một cái góc độ cao hơn, thay đổi góc nhìn để đánh giá lại mọi thứ một cách gọi là một cách khách quan hơn, tôn trọng mọi người hơn, đặt cái sự bình đẳng lên hàng đầu về mọi thứ mọi người chẳng hạn. Hay thậm chí bạn cũng muốn người khác làm vậy với chính các bạn nữa. Đó. Rồi, điều số 2 mình thấy cái khả năng mà vũ trụ sẽ ban tặng cho các bạn ở cung thiên bình liên quan cái việc là các bạn sẽ tìm thấy được cái mục đích sống thật sự của các bạn. Có một cái sự ra đi, có một cái sự kết thúc hoàn toàn của một cái điều gì đó để mở ra một cái điều mới đối với chính các bạn. Và các bạn sẽ rất là thích thú với cái điều này. Thông thường các bạn cung thiên bình là một trong những cung cũng thuộc năng lượng của khí, là của một cái năng lượng của sự cởi mở, của sự giao tiếp, của sự thực, của những cái vấn đề, một vài các bạn có liên quan đến vấn đề về luật pháp nữa. Và bạn được khuyến khích là hãy đi theo cái tiếng gọi đến từ bên trong của bạn. Ví dụ, mình là ví dụ thôi ha. Ví dụ như là trong cái công việc đó bạn đang bị mắc kẹt, bạn đang cảm giác không thích, bạn đang cảm giác là nó không thật sự còn cái nguồn cảm hứng cho bạn, nhưng mà bạn trong 2022 bạn đã cảm giác điều đấy nó lên đỉnh điểm nhưng mà bạn vẫn chưa có cái dũng khí để thay đổi, hoặc là chưa dũng khí để có những cái quyết định đường đi khác chẳng hạn. Thì tự nhiên đến 2023 tự nhiên đùng một phát, bạn xem được một bộ phim, bạn thấy được một cái câu slogan, bạn thấy được một cái tin tức trên một cái biển hiệu, bạn thấy được những cái con số lặp lại, bạn thấy được cái thông điệp ở đâu đó, tự nhiên bạn ngộ ra một phát, bạn tinh lên một phát trong đầu. Đấy chính là cái sự thay đổi bất ngờ cho các bạn. Đã đến lúc cần phải thay đổi, đã đến lúc cần phải làm mới bản thân, đã đến lúc cần phải khép lại một cái gì đó. Và thậm chí nha, 2023 lại một lần nữa mình nhấn mạnh lại cái việc là các bạn sẽ để và cho phép những cái người xung quanh bạn hoặc là những người bạn gặp sống cái cuộc sống của họ giống như cái cách là bạn biết là bạn có cái khả năng gì, biết bạn có điểm mạnh gì, biết cái giá trị và cái tâm hồn của bạn như thế nào, thì bạn cũng sẽ để cho người khác được phát triển, được thể hiện giống như cái cách họ là, không có can thiệp quá sâu vào cuộc sống của họ nữa. Thì đấy cũng là một trong những khả năng, và nói đúng hơn là những cái bài học rất là quý giá mà vũ trụ dành tặng riêng cho các bạn thiên bình. Và nói đúng hơn, trong 2023 thì các bạn trong thiên bình được vũ trụ nhìn nhận đó chính là vẻ đẹp về tâm hồn. Đấy là cái cụm từ mà mình vừa mới nghe thấy. Cuộc sống của bạn sẽ cực kỳ thay đổi. Thứ nhất, bạn sẽ tin tưởng vào bản thân nhiều hơn. Thứ hai là khi mà bạn đã thay đổi góc nhìn, thay đổi và thậm chí là con người của bạn đã được thiết lập lại ạ. Đầu óc tâm trí cởi mở hơn ạ. Bạn cực kỳ có lòng tin vào bản thân và bạn tin bạn có thể thu hút bất kỳ điều gì bạn mong muốn. Ngoài ra bạn có cái xu hướng mà dùng cái sự giao tiếp một cách khéo léo, một cách tinh tế hơn rất là nhiều so với cái con người trong những năm của quá khứ. Cân bằng hơn giữa năng lượng nam và năng lượng nữ, cân bằng hơn giữa sự đúng sai phải trái. Và con số 1 cũng đánh dấu về sự khởi đầu thứ gì đó mới. Ngoài ra nỗ lực
của các bạn sẽ được ghi nhận. Bạn cố gắng phấn đấu ra sao trong một mối quan hệ, bạn nỗ lực thế nào trong một cái công việc, trong một cái dự án thì sẽ được đền đáp nha. Hãy dám hỏi xin sự giúp đỡ nhiều hơn nếu cần. Và muốn làm gì thì hãy lên kế hoạch với một cái tầm nhìn dài hạn. Kiên nhẫn hơn với chính mình và với mọi thứ xung quanh. Và thật sự người có thể chinh phục chính mình thì có thể chinh phục cả thế giới. Chính là những gì dành cho các bạn cung Thiên Bình. Bây giờ mình sẽ sang với các bạn cung Thần Nông. Các bạn có vua kiếm. Thực ra ở đây thì riêng đối với các bạn cung Ngọ Cạp thì mình có thể nói luôn 2023 không hẳn là những khả năng mới hay đặc biệt với các bạn. Bởi vì bản thân các bạn khi sinh ra các bạn đã biết các bạn đặc biệt rồi. Và các bạn đã và đang sử dụng những cái điều đấy rất tốt từ những năm trước và kéo theo đến năm 2023 các bạn tiếp tục. Có nghĩa là các bạn có một cái tầm nhìn về cái việc là các bạn nên sử dụng khả năng nào vào đối với những con người nào, vào cái dự án nào. Các bạn phân bổ kể cả về thời gian, về công việc, về năng lượng của các bạn rất là tốt. Thì tương tự 2023 nó cũng sẽ tiếp tục về cái việc là bạn sẽ tiếp tục 2023 thì mình thấy các bạn sẽ sử dụng nhiều hơn về năng lực, về sự giao tiếp, năng lực nhiều hơn về suy nghĩ một cách rõ ràng, năng lực nhiều hơn của cái việc là làm chủ mọi thứ. Các bạn có thể làm những người leader, dám nhận trách nhiệm để trở thành những người dẫn dắt. Các bạn tôn trọng sự thực hơn, có những cái bằng chứng rõ ràng cho những gì mà bạn muốn chứng minh hơn. Cân bằng được giữa thể chất, lý trí và kể cả việc theo đuổi về tâm linh tinh thần, kiên quyết, dũng cảm hơn. Và đặc biệt ở đây, bạn luôn luôn có một cái câu, nói đúng hơn là cái câu châm ngôn mà mình luôn luôn nhắc đi nhắc lại trong các video trả bài, đó chính là cam kết là tự do, kỷ luật là sức mạnh. Cuộc sống của bạn sẽ ảnh hưởng thế nào từ cái khả năng của các bạn? Các bạn sẽ tránh được rất là nhiều những cái thời điểm của cái việc. Đương nhiên là riêng đối với các bạn cung Thần Nông thì cái việc là các bạn đến mắc kẹt giữa lý trí và giữa thực tế và ảo mộng sẽ không có nhiều. Nhưng đôi khi sẽ có những cái trường hợp nó sẽ hoặc là một vài thời điểm nhất định, một vài trong những cái thời gian mà những cái hành tinh đi lùi nó đi những cái hành tinh mà nó đi lùi nó cũng sẽ gây ra một vài những cái sự khó khăn trong giao tiếp, hoặc một vài những cái vấn đề về pháp lý và một vài những vấn đề liên quan cái việc đưa ra quyết định đó, thì để ý cân nhắc kỹ hơn thôi. Và ngoài ra liên quan đến cái việc là rất có thể một trong những cái mối quan hệ của các bạn sẽ được đánh giá lại vào năm 2023 một cách trung thực, một cách gọi là giống như là tinh thần của một ông vua vậy. Các bạn sẽ không để cho bất kỳ ai như kiểu là thao túng hoặc là lấn lướt, hoặc là thậm chí là coi nhẹ cái mối quan hệ này, hoặc là coi nhẹ chính bạn nữa. Bạn sẽ lấy lại được cái quyền uy của các bạn chẳng hạn. Một cái người mà ngồi như kiểu là những ai tôn trọng các bạn thì các bạn sẽ để lại họ trong cuộc sống của bạn, còn nếu không tôn trọng bạn sẽ có những cái phương pháp riêng. Đó. Và ngoài ra phải nói là 2023 là một cái năm rất là điểm nhấn với các bạn trong 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 Thần Nông nha. Bởi vì hai thông tin đằng sau sẽ là hai cái thông tin rất là đặc biệt cho các bạn. Cái việc mà các bạn tiếp tục giữ lại được cái sự logic, cái sự lý tính, cái sự tôn trọng sự thực á, nó đến từ cái việc là bạn sẽ phải đối diện rất nhiều với những cái bản thể khác bên trong con người của chính bạn. Các bạn dám đối diện hơn với cái bóng tối của chính bạn để tìm ra thật sự bạn là ai, tìm ra thật sự bạn sợ điều gì, thật sự là còn điều gì bạn cần phải che giấu và điều gì bạn vẫn cần phải buông bỏ nữa. Dù là về một mối quan hệ, về chính bản thân bạn, về cái cá tính của bạn, về cái giấc mơ của bạn, hay là nó về những cái điều của quá khứ, về những cái sự kết nối với tiền kiếp, thì chắc chắn bạn sẽ kiên quyết và dũng cảm để đối diện và buông bỏ. Thì đấy tại sao nó là những cái tính từ mà mình đã mô tả ở cái phần đầu, vào cái khả năng mà vũ trụ ban tặng cho các bạn vào 2023. Nói đúng hơn là thực sự bạn đã sở hữu cái khả năng này rồi, chỉ là những năm trước bạn chưa hoàn toàn gọi là bạn chưa hoàn toàn gọi là sử dụng nó vào trong cái mục đích, ví dụ như là đối diện với bóng tối linh hồn, làm việc với shadow work chẳng hạn, hoặc là giải phóng một thứ gì đó đến từ trái tim để có thể, hoặc là thậm chí là kết nối với luân xa trái tim để chữa lành chẳng hạn. Thì đến 2023 bạn được thôi thúc để làm cái việc đấy nhiều hơn. Và không biết là có nhiều người nói với các bạn trong trong Thần Nông hay không, nhưng mà bình thường rất có thể là cái năng lượng của các bạn cung Bọ Cạp, hoặc thậm chí là khi mà bạn đưa ra quyết định, bạn nói với ai đó, họ đã thấy là bạn rất là cứng rắn và kiên quyết rồi, bạn rất là độc lập tự chủ trong mọi thứ rồi. Nhưng mà vào 2023 họ sẽ thấy được cái điều đấy rõ hơn nữa, và đôi khi họ sợ chính những cái năng lượng như vậy. Tại vì tại sao bạn có thể dứt khoát và đưa ra một cách gọi là bình tĩnh như thế khi mà giải quyết một cái vấn đề gì đó? À.
Tại vì bình thường nếu như đổi lại là những người bạn bè hoặc là những cái người thân xung quanh của những cái người cung bộ cạp á, họ không phải là cung giống như bạn á, thì cung hoàng đạo giống như bạn thì rất có thể là họ phải cần mất nhiều thời giờ để phân tích, để đắn đo hay là như kiểu là để xem xét mọi thứ thì họ mới dám đưa ra quyết định. Nhưng mà bản thân bạn thì có thể đưa ra trong vòng một nốt nhạc chẳng hạn. Thì vừa rồi là toàn bộ những thông điệp mà mình truyền tải cho các bạn cung thần nông. Bây giờ mình sẽ sang với các bạn cung nhân mã. Khả năng của các bạn, các bạn nhân mã ơi, khả năng của các bạn thực ra thì vẫn là cái khả năng bình thường, đó chính là 2023 có một cái khả năng mới và đặc biệt hơn, đó chính là kiên nhẫn hơn, điềm tĩnh hơn, tiết chế lại hơn, cân bằng, điều độ giữa tất cả các lĩnh vực trong cuộc sống, đừng để cái nào quá hơn cái nào, kể cả là công việc, tình cảm, tiền bạc, mục đích sống, hành trình, những dự án, mục tiêu của các bạn. Và ngoài ra có một cái điều rất là đặc biệt đối với các bạn nhân mã này, đó chính là cái lá bài này thực ra cũng là một cái hiện tượng của cung nhân mã luôn. Temperance. Ngoài ra nếu như trong 2023 bạn được thôi thúc bởi những ý tưởng, bạn được thôi thúc bởi cái sự sáng tạo, bạn được thôi thúc nhiều hơn bởi cái việc là làm việc với năng lượng, đặc biệt là cân bằng cái dòng năng lượng của chính các bạn nha, thì các bạn hãy cứ làm đi. Nhưng hãy nhớ trong cái sự cân bằng đó lại phải có cái sự cân bằng của cá nhân nữa. Chứ không phải là bạn khi mà bạn làm việc với cái năng lượng mặt trăng mặt trời, bạn làm việc với năng lượng của đen trắng, hoặc là bạn làm việc với năng lượng của âm dương, bạn làm việc với năng lượng tính nam tính nữ, tự nhiên bạn lại bị mất cân bằng trong chính cái việc đấy nữa thì không nên ha. Và 2023 cũng đánh dấu bởi một việc là bạn sẽ tự là cái người đưa ra những cái quyết định để tạo nên cái sự thay đổi rất là tích cực cho bạn, bằng cái việc là nếu như mình lấy ví dụ nha, trong một mối quan hệ bạn thấy nó đang bị hơi bị mất cân bằng về một phía nào đó, hoặc là bạn vẫn đang tập trung, hoặc là bạn như kiểu đang hơi thờ ơ đối phương của bạn, hoặc là ngược lại đối phương của bạn đang hơi thờ ơ với bạn, thì đã đến lúc cần phải đưa ra những hành động hoặc là những lời nói để lấy lại sự cân bằng cho mối quan hệ này. Một vài thời điểm trong 2023 thực sự bạn sẽ phải đối diện với những khó khăn thật sự. Khó khăn này có thể đến từ trong công việc, đến trong những dự án và kế hoạch của các bạn chưa chắc là nó đã diễn ra đúng kế hoạch. Và nó sẽ cần nhiều hơn cái sự kiên nhẫn, cần nhiều hơn cái sự nỗ lực gấp nhiều lần so với bình thường, gấp nhiều lần so với những cái thời gian của năm 2022. Và ngoài ra hãy dám bứt phá hơn, ra khỏi vùng an toàn hơn, kể cả trong mối quan hệ hay là trong một công việc, hỏi xin sự giúp đỡ đến từ những người khác nhau, những đối tượng khác nhau để có thể đạt được cái kết quả tốt nhất cho bạn, cũng như là tìm kiếm thêm những cái người đồng hành, tìm kiếm thêm những cái phương thức về sự chữa lành để cân bằng điều độ lại, kể cả có cái vấn đề liên quan về chăm sóc sức khỏe vật lý nữa. 2023 đánh dấu bởi một việc là teamwork, làm việc đội nhóm nhiều hơn, có nhiều sự chuẩn bị một cách kỹ lưỡng hơn, và thành tựu theo đó từ những cái nỗ lực và từ cái việc là bạn dám làm bạn bạn can đảm làm việc và kiên nhẫn làm việc những thời khắc khó khăn thì nó sẽ đạt được những cái thành tựu tốt hơn cho các bạn. Còn nếu như bạn nào mà đang solo ở trong năm 2023 nha, có nghĩa là vẫn làm việc một mình, hoặc là các bạn có xu hướng muốn tách riêng ra làm những cái dự án một mình, thì chắc chắn là bạn cũng sẽ nhận được những cái sự trợ giúp đến từ những cái đối tượng khác nhau, đến từ những cái người khác. Bạn được khuyên là hãy thiết lập những cái mục tiêu rõ ràng hơn nữa, quyết định ai sẽ là cái người tốt nhất, mang lại những cái kỹ năng tuyệt vời nhất, là những cái người thầy, là những người đồng hành, là những người bạn để giúp bạn đạt được cái mục tiêu đó. Hãy thực hiện kế hoạch và chuẩn bị trước khi hành động, và sau đó quan sát những điều kỳ diệu xảy ra. Đừng mất hy vọng cũng như là để bị mất phương hướng trước khi cái điều kỳ diệu xảy ra, trước khi bạn nhìn thấy được cầu vồng sau cơn mưa, trước khi bạn thấy được cái ánh sáng phía cuối con đường. Thực ra mọi thứ nó không bế tắc, không có mập mờ, không có rơi vào trạng thái nhiễu loạn như là bạn tưởng ở trong cái thời kỳ khó khăn này đâu. Sẽ luôn luôn vẫn còn một cái lối thoát cho bạn, nhưng quan trọng bạn tập trung năng lượng vào cái gì thì thứ đó sẽ được thu hút đến các bạn nhiều hơn. Thế nên là xuyên suốt 2023 của các bạn liên quan về sự cân bằng, liên quan về sự điều độ, liên quan đến cái việc luôn luôn phải điều chỉnh cả về tâm lý, cả về cảm xúc, cả về thói quen, hành vi, các bạn luôn luôn đặt vào trạng thái cân bằng. Để tại vì khi mà bạn đã duy trì nó thành một thói quen thì bạn mới có khả năng chống chọi lại được với những cái khoảng thời gian nó khó khăn, hoặc là những thứ mà đôi khi nó bị chao đảo ngoài cái sự kiểm soát của các bạn. Thì vừa rồi là toàn bộ thông điệp mà mình chia sẻ cho các bạn cung nhân mã. Bây giờ mình sẽ sang với các bạn cung ma kết. Khả năng đặc biệt vũ trụ ban tặng cho bạn. Wow, the tower. Tòa tháp. Hình ảnh này là mình nghĩ luôn đến cái việc là 2023 là một cái năm thật sự sẽ đánh dấu một cái việc là các bạn sẽ phải đối diện với khó khăn thật sự.
Nhưng thông qua đó cái khả năng của các bạn đó chính là gì? Lội ngược dòng để mà đi tiếp, để tái sinh lại một cách mạnh mẽ hơn. Nó sẽ xuyên suốt trong trong cả năm nha. Bạn luôn phải tin là bạn mạnh mẽ hơn cả những gì đang xảy ra với bạn, và bạn hoàn toàn có khả năng là thay đổi, lật ngược ván bài, tạo ra một cú twist. Đừng để bị quá tải trong chính những cái sự sụp đổ này, bởi vì rất có thể là những gì bạn xây dựng, rất có thể những gì bạn tập trung vào nó chưa hoàn toàn xuất hiện, nó chưa hoàn toàn gọi là nó được xây nên từ những cái viên gạch chắc chắn, mà rất có thể nó cần phải được những cái tác nhân phải đến từ bên ngoài để cho bạn thật sự phải nhận ra là à, đã đến lúc cần phải xây dựng lại một thứ gì đó chắc chắn hơn. Cái tòa tháp này nó cần phải có một cái nền tảng tốt hơn chẳng hạn. Và nhưng mà các bạn hãy để ý nha, cái hình ảnh cái tòa tháp này hình hay là cái hình ảnh cái cây cổ thụ này ở đằng trước, nó không có một cái cửa nó quá lớn, tượng trưng như điều gì? Tượng trưng là đôi khi chính tâm trí của các bạn hoặc là một cái tầm nhìn đang bị thu hẹp lại, nó chính là cái thứ mà đang cản trở bạn có thể thay đổi hoặc có thể tái sinh, chứ không hẳn là những gì diễn ra với các bạn khiến các bạn hoàn toàn sụp đổ đâu. Thế nên là cởi mở hơn nữa cho những cái giải pháp cho những vấn đề, và đặc biệt càng ở trong những cái lúc khó khăn thì bạn càng nên duy trì một cái nguồn năng lượng tích cực hơn bao giờ hết. Và ngoài ra 2023 sẽ là một cuộc gọi thức tỉnh cho các bạn cùng ma kết, và thông qua đó bạn sẽ thức tỉnh được những khả năng mà trước giờ bạn chưa từng biết tới, trước giờ bạn chưa từng nghĩ tới. Hoặc ví dụ đơn giản như thế này, các bạn từng là những con người mà các bạn sử dụng lý trí và các bạn cực kỳ thực tế đến cái mức mà đôi khi nhiều người nói bạn là vô thần chẳng hạn, bạn không có tin vào bất cứ một cái thế lực tâm linh tinh thần, thậm chí là đi chùa bạn cũng không có quá là để ý cái việc là khấn vái hay thậm chí là đọc các cái câu chuyện của các vị thần vị Phật. Nhưng mà vì một cái lý do nào đó chẳng hạn thì 2023 bạn lại có xu hướng tìm hiểu về những cái lĩnh vực đấy nhiều hơn. Mà bạn không phải tìm hiểu theo cái kiểu là chỉ đọc sách, học học như kiểu giống đọc sách giáo khoa, mà bạn có xu hướng là thực sự là bản thân bạn toàn tâm toàn ý với cái việc đấy. Thì đây cũng là một cái sự thay đổi. Đấy là mình lấy ví dụ thôi. Còn rất là nhiều những cái sự thay đổi khác, và ngoài ra rất có thể cái sự gọi là cái sấm sét này, cái những hiện tượng tự nhiên này, những cái năng lượng mà do trực tiếp vũ trụ gửi xuống gây ra cái sự thử thách cho bạn. Bạn không hoàn toàn gọi là đón nhận cái sự thay đổi, có nghĩa là bạn không nghĩ là một ngày bạn sẽ phải đón nhận cái sự thay đổi đấy. Nó sẽ rất là bất ngờ cho bạn. Nhưng mà tất cả sự thay đổi ban đầu thì nó sẽ hơi áp lực, ban đầu nó sẽ hơi khiến bạn bối rối, nhưng sau này nó chính là những thứ giúp cho các bạn gọi là phát triển tốt hơn nữa so với con người hiện tại. Như mình nói rồi, cái tòa tháp của các bạn nó sẽ được tái tạo lại với những cái viên gạch chắc chắn hơn. Cuộc sống của các bạn thay đổi thế nào khi mà các bạn chấp nhận được sự thực cũng như là sống sót, tận dụng cái khả năng để sống sót qua cái thời kỳ này, qua cái thời kỳ thử thách của vũ trụ. Thứ nhất, bạn sẽ học được sự cân bằng. Không biết là các bạn market có liên quan gì đến các bạn nhân mã không, nhưng mà thứ nhất học được sự cân bằng. Thứ hai, các bạn sẽ chấp nhận cái sự chữa lành này xảy ra. Chấp nhận mọi thứ xảy ra là không thể thay đổi được. Chấp nhận rằng cái việc là cái lòng tin của bạn một số cái cần phải được tái thiết lập lại. Và một số những bạn mà đón nhận cung ma kết này, thay vì cái việc là lúc trước các bạn giữ khư khư một cái nhìn, các bạn giữ khư khư về một quan điểm, các bạn giữ khư khư về, có nghĩa là các bạn đóng lại cái cửa sổ, thì bây giờ các bạn đã chấp nhận mở cái cửa sổ ra để nhận nhiều năng lượng hơn, đặc biệt ở đây năng lượng của sự chữa lành, năng lượng đến từ luôn xa trái tim, cởi mở hơn cho những sự thực. Và từ cái sự cởi mở đó, nó sẽ kéo theo rất nhiều những điều kỳ diệu sẽ xuất hiện trong cuộc sống của bạn. Mình có thể khẳng định luôn, các bạn nhảy từ con số 16 sang con số 1, một cái quá trình nó rất nhanh của sự tái tạo, của sự hàn gắn, của sự xây dựng lại. Và các bạn, và tất cả mọi thứ đang nằm trong tầm tay bạn nha. Bạn muốn ở lại với những cái vết nứt cũ, bạn muốn nhặt nhạnh từng cái viên gạch mà đã bị vũ trụ đánh đổ, hay là bạn xây dựng lại những cái năng lượng mới để bạn tiếp bước với cái hành trình của bạn, thì đấy là phụ thuộc vào bạn. Luôn để ý hơn đến cái luân xa số 5 là luân xa cổ họng. Nói với bản thân, kể cả trong những cái thời khắc không mấy vui vẻ, không mấy tích cực, thì cũng luôn phải tự cổ vũ khích lệ bản thân. Thứ hai, luôn luôn phải tôn trọng sự thực và nói, giao tiếp với bản thân bằng những ngôn ngữ của sự thực. Số 3 liên quan với cái việc là bên cạnh việc giao tiếp, bên cạnh việc cầu nguyện, bên cạnh việc chia sẻ, thì cái việc lắng nghe là một điều cực kỳ quan trọng giúp các bạn qua được khỏi cái thời kỳ tòa tháp này. Bởi vì rất có thể là mình có cảm giác là nhiều những cái lực lượng đi theo bảo vệ bạn, hoặc đơn giản như tổ tiên thôi,
đơn giản là tiếng nói bên trong các bạn thôi. Liên tục giao tiếp với bạn cũng như cảnh báo bạn về những cái sự kiện như thế này, cũng như hỗ trợ cho bạn cái quá trình chữa lành xảy ra. Nhưng quan trọng bạn có đủ đủ cái sự tin tưởng để lắng nghe hay không, đủ cái sự tĩnh lặng để lắng nghe hay không. Thì vừa rồi là thông điệp dành cho các bạn cung Ma Kết. Bây giờ mình sẽ sang với cung Hoàng Đạo tiếp theo. Khả năng đặc biệt của các bạn trong 2023. Riêng Bảo Bình nha, các bạn có khả năng trong 2023 các bạn được cung cấp cho một cái năng lượng rất đặc biệt để làm gì? Làm việc với những cái mong muốn của các bạn, những cái mong đợi của các bạn trong chuyện tình cảm, đặc biệt là những bạn nào đang muốn thu hút đối tượng như là soulmate, dream flame, tình yêu định mệnh, hoặc các bạn đã chờ đợi rất là lâu cái chàng hoàng tử hoặc nàng công chúa các bạn rồi. Rất có thể một vài những điều mà các bạn đang cái đặt cái trọng tâm lên nó, cũng có thể là bạn khi mà bạn xem trải bài, kể cả xem trải bài chung hay trải bài riêng, là bạn cũng thấy là trong tương lai bạn sẽ gặp chẳng hạn, hoặc là có những cái dự đoán về cái khoảng thời gian đấy chẳng hạn. Nhưng quan trọng những gì mà các bạn đặt niềm tin đó, nó phải đến từ kết quả, nó có hình thành hay không, nó sẽ đến từ ba yếu tố. Thứ nhất là bạn phải có những ý niệm tốt đẹp về nó, có nghĩa là thay vì cái việc là nếu như hiện thứ hai là duy trì một cái nguồn năng lượng ổn định, thứ ba là liên quan đến cái việc là hành động cụ thể và thực tế cho những cái điều đó. Ví dụ là như này, ví dụ như các bạn đang để ý một ai đó trong chuyện tình cảm đi, nhưng mà hiện tại các bạn mới chỉ đang là bạn thôi, nhưng mà vì là bạn nghe trải bài bạn thấy là ở hai bạn có khả năng, hoặc là ví dụ như là bạn đã từng mơ về người đó với những kịch bản nó rất là đẹp đẽ, rất là tích cực, rất là màu hồng chẳng hạn, nên là bạn mặc định là cái kết quả đấy nó sẽ đi đến hồi ức tốt đẹp. Nhưng mà hãy luôn luôn kiểm tra lại xem là những gì bạn mơ đó nó có thật sự là những gì mà cái giấc mơ nó gửi cho bạn hay không, là thông điệp các bạn hay không, hay là do cả cái cảm xúc cá nhân, cái sự mong muốn, cái mong đợi quá mức của các bạn nó đặt vào trong mối quan hệ đấy. Thì đây chính là cái khả năng để các bạn phân biệt được giữa thực tế và giữa những cái điều gì các bạn mong muốn. Và ngoài ra, vũ trụ cũng sẽ cung cấp cho bạn một vài thông tin để kể cả cho các bạn đang độc thân hay là cho các bạn đang trong mối quan hệ, đặc biệt liên quan đến mối quan hệ tình cảm nha. Đó chính là cân bằng lại trong mối quan hệ của các bạn. Hoặc một vài các bạn đang độc thân thì rất có thể là cái sự hội ngộ các bạn nó sẽ hơi bị gián đoạn một chút. Hoặc là có thể là sẽ vẫn được hội ngộ nhưng mà nó sẽ rất nhanh chóng, nó bị tách ra bởi công việc, bởi do khoảng cách địa lý, bởi những cái nguyên nhân khiến các bạn không hoàn toàn cảm nhận được cái tình cảm của đối phương dành cho các bạn chẳng hạn. Và ngoài ra, một trong những điều quan trọng hơn, cái khả năng mà vũ trụ cung cấp cho các bạn bảo bình, đó chính là chữa lành những tổn thương trong quá khứ với những người cũ trước đã. Có cả những cái tổn thương từ tiền kiếp đến từ luân xa trái tim về tình cảm và các mối quan hệ nói chung. Điều đấy cực kỳ quan trọng đối với các bạn để trước khi bạn gặp được cái đối tượng đó chính là người định mệnh của các bạn, là các bạn hoàn toàn gần như phải giải phóng những cái năng lượng cũ trước đã. Rồi luân xa, các bạn chỉ cần để ý luân xa số 1, luân xa số 3. Những bạn nào chưa biết luân xa là gì thì các bạn có thể đọc thêm những cái bài viết, hoặc các bạn đánh ở trên mạng là luân xa hoặc chakra 1, 3 thì các bạn sẽ đọc thêm để xem cái cách cải thiện cũng như là sử dụng màu sắc ứng dụng như thế nào trong cuộc sống để cân bằng ha. Luân xa số 1 mình nói qua liên quan những vấn đề về nền tảng, liên quan về sự tiếp đất, liên quan về nhà cửa, liên quan về công việc, liên quan về chỗ ẩn nấp, liên quan về sự an toàn. Đó, liên quan tất cả những gì mà bạn đang quan tâm ở cái thế giới vật chất này, thế giới 3D này thì nó nằm trong luân xa số 1. Thứ ba là liên quan đến luân xa số 3 thì liên quan đến giá trị bản thân bạn, sự tự tin, liên quan đến lòng tự trọng. Và ngoài ra, rồi lại một lần nữa, khá nhiều những cái sự gọi là những cái khoảng thời gian trì hoãn, những cái khoảng thời gian gọi là trì hoãn cả trong cái việc bạn chủ động trì hoãn cái việc đấy, bởi vì bạn vẫn cảm giác có cái điều gì không đúng, với cả cả cái khoảng trì hoãn bị động, có nghĩa là vũ trụ sẽ tự tạo ra cái khoảng trì hoãn đấy cho bạn để bạn buộc phải nghiền ngẫm và quan sát nhiều hơn. Đặc biệt ở đây mình đang thấy là trong tình cảm và các mối quan hệ nói chung, bởi vì rất có thể là khi mà mình nhìn đến cái việc là các bạn phải kết nối với luân xa số 1, là mình nghĩ cái việc là cái chuyện tình cảm khi mà bạn đặt vào một ai đó nó chưa thật sự là bền vững, và phải cần cái sự cân bằng luân xa số 1 từ bản thân bạn trước tiên, sau đó bạn mới có thể bước chân vào cái mối quan hệ này, để tránh đi cái sự thiếu tự tin, để tránh đi cái việc là mập mờ trong một mối quan hệ, để tránh đi cái việc là thiếu cái cảm giác an toàn, thiếu cái cảm giác được bảo vệ che chở chẳng hạn. Còn đối với một số bạn khác trong một mối quan hệ thì hãy quan sát lại xem là bạn có đang thật sự gọi là đặt cái sự công bằng và cân bằng cho mối quan hệ này hay không, hay bạn vẫn đang gọi là hy sinh quá mức cho đối phương.
có cái vấn đề gì bạn cần phải buông bỏ, bạn cần phải nhìn nhận lại một cách trung thực, khách quan hơn hay không. Thì đấy cũng là những thứ mà sẽ ảnh hưởng đến cuộc sống của các bạn trong 2023 về Bảo Bình. Bây giờ mình sẽ sang cung hoàng đạo với cùng song ngư. Đối với các bạn cung hoàng đạo song ngư thì cái khả năng đặc biệt mà vũ trụ ban tặng cho các bạn đó chính là cái sự tốt bụng. Thực ra thì đây cũng là một trong những đặc tính chung của song ngư rồi, đó chính là cái sự nhạy cảm, cái sự tốt bụng, cái sự tinh tế khi nói chuyện và giao tiếp với người khác. Nhưng đặc biệt 2023 nó sẽ được đẩy lên một cái cấp độ nó sâu sắc hơn khi mà bạn không cần phải mất quá nhiều thời gian để hiểu, để quan sát, để nghiền ngẫm một người, để phân tích một người, mà thực sự chỉ cần là do một vài những cái hành động rất là nhỏ nhặt bạn để ý khi mà bạn tương tác với họ hoặc là khi họ xuất hiện trước mặt bạn thôi. Và ngoài ra ở đây có một cái khả năng nữa mà các bạn song ngư có thể thấy được vào 2023, đó chính là cái khả năng mà kết nối lại với những người trong quá khứ, thậm chí là bạn sẽ tự là cái người chứng kiến câu chuyện của chính bạn ở trong cái thời kỳ tiền kiếp. Tại vì khi nhắc đến cung song ngư, cung bọ cạp và cung cự giải là một trong những cụ ba cung mà có khả năng tự chủ động quay trở lại tiền kiếp một cách nhanh chóng và rõ ràng nhất, cũng là một trong các cung mà có cái khả năng được gọi là cái khả năng ngoại cảm một cách tự nhiên nhất so với các cung khác. Thì rất có thể là các bạn trong trong cung song ngư cũng như vậy, và năm 2023 nó còn rõ ràng hơn. Và ngoài ra 2023 cũng đánh dấu một việc là các bạn được ban tặng những cơ hội thực tế để quay trở về kết nối lại với đứa trẻ bên trong, và từ đó lên cái kế hoạch tốt hơn và trò chuyện trực tiếp với cái phiên bản tương lai của các bạn. Thì đấy là những cái khả năng mà không phải ai cũng có được, và các bạn cảm thấy thoải mái về việc đó, hài lòng về việc đó, và trải nghiệm những cái gọi là những cái trải nghiệm mà nó rất là vi diệu, nó rất là nó mang rất là nhiều cái màu sắc mà thực sự là nếu như bạn không thật sự trải qua thì bạn sẽ không tự thốt lên được cái điều ồ à như vậy. Yeah. Nó không thể diễn tả được bằng những cái từ ngữ logic của bình thường. Và ngoài ra một trong những năng lượng mà bạn sẽ được ban tặng đó chính là tha thứ cho bản thân từ những lỗi lầm, tha thứ về những cái vết thương, tha thứ cho cả những người mà đã từng làm tổn thương các bạn nữa. Và ngoài ra nha, rất có thể một trong những khả năng mà khiến cho các bạn gọi là vững tâm hơn vào 2023 đó chính là cái sự chung thủy với một thứ gì đó, có nghĩa là thay việc cái việc các bạn hay thay đổi hoặc sáng tạo một cách quá mức. Đương nhiên đấy là cái năng lượng bản năng của các bạn song ngư rồi. Nhưng mà 2023 các bạn sẽ gọi là cân bằng điều độ hơn bằng cái việc là bên cạnh cái sự sáng tạo, bên cạnh cái việc các bạn có quá nhiều ý tưởng thì các bạn cũng sẽ phân bổ nó một cách đều đặn, và các bạn sẽ chung thủy với, ví dụ như là các bạn sẽ tập trung vào một hai cái ý tưởng đầu tiên đã, xong lúc sau những ý tưởng 3 4 nó sẽ tự động, nó sẽ được gọi là điều chỉnh theo những cái ý tưởng 1 2 mà đã làm trước đó, chứ không phải ôm đồm mọi thứ, chứ không phải là chỉ làm được một lúc sau bạn thấy chán quá thì bạn bỏ, hoặc là bạn bạn để đó, hoặc là bạn trì hoãn chẳng hạn. 6 ly nó còn liên quan đến về cái việc là tích lũy dần dần, tích lũy từ từ, tích lũy từ tiểu thành đại. Chăm chỉ và kiên nhẫn đến tận cùng. Cuộc sống của bạn sẽ thay đổi ra sao khi bạn sử dụng, vận dụng thành thạo các khả năng. Đầu tiên, bạn sẽ tự gia tăng được cái sự liên kết với chính bản thân bạn một cách vững mạnh hơn. Giống như là mình nói đó, đào sâu hơn, kỹ lưỡng hơn, quan sát một cách tỉ mẩn hơn. Giống như cái hình ảnh này này, và bạn khi mà bạn càng đi một bước, khi mà bạn càng tiến lên một bước, khi bạn càng tự chữa lành cho bản thân thì đồng nghĩa với việc bạn càng đi về cái ánh sáng của riêng bạn, tạo ra được những cái màu sắc của riêng bạn. Đặc biệt ở đây những bạn nào mà tham gia vào những cái công việc liên quan về sáng tạo, liên quan về và những cái công việc liên quan về sự phát triển về tâm linh tinh thần, và cũng đang đi theo hướng chữa lành nha, thì hoàn toàn 2023 là các bạn có được những cái thành tựu nhất định ở trong những cái mảng đó. Rồi, hãy để ý hơn đến cái việc mà thắng và thua. Ở đây liên quan đến là luyện tập nhiều hơn nữa cái sự quan sát, cái lòng trung thực, cái sự điềm tĩnh, cái sự kiên nhẫn. Bởi vì trong cuộc sống không phải lúc nào cũng chỉ có thắng hoặc thua. Đôi khi còn có những giây phút được gọi là giây phút tạm dừng nữa, giây phút của sự thỏa hiệp nữa. Và quan trọng là dù các bạn có sở hữu những cái khả năng đặc biệt, các bạn có được khả năng tiên tri, các bạn có được những cái tầm nhìn rộng mở, các bạn kết nối với tiền kiếp, các bạn nhìn nhận được một vài những cái ý về tương lai, nhưng không có nghĩa là bạn biết hết được cái bức tranh toàn cảnh. Thế nên cái việc là bạn sẽ không biết là thật sự bạn đã thắng hay chưa, hay là các bạn đang là những người thua trong chính cái cuộc chơi do chính mình tạo ra. Thế nên là hãy để một cái tâm trí cởi mở cũng như thực tế để mà đón nhận tất cả mọi thứ. Thì vừa rồi là toàn bộ những thông điệp mình chia sẻ cho tổng
12 cung hoàng đạo. Về cái khả năng đặc biệt bạn sẽ nhận được trong năm 2023 thì mình mong là những bạn nào liên kết được với câu chuyện hoàn cảnh, các bạn có thể comment bình luận phía dưới cho mình biết nha. Mình rất là hoan hỉ đón nhận tất cả các thông điệp. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Và đừng quên là các bạn ấn thích và các bạn theo dõi kênh V Allergy Social, bởi vì là thực sự là nếu như các bạn không ấn cái nút thông báo thì trên YouTube nó sẽ không tự động hiện ra những cái video mới nhất, thì các bạn có thể lỡ những cái thông tin mà hay ho đến từ kênh của Vi. Tại vì có rất là nhiều bạn bảo là tại sao mình không thấy khi thông báo mới nó hiện ra, hoặc là có những cái mà mình rất muốn tương tác, ví dụ như là những cái sự kiện thiền trực tiếp trước đó này, hoặc là sự kiện đứa trẻ bên trong, hay là những cái sự kiện mà Vi đưa ra, những cái chủ đề Vi đưa ra, mình các bạn ấy không kịp để tham gia vào, thì thực sự rất có thể là các bạn hãy kiểm tra lại, một là kiểm tra lại internet, hai là kiểm tra lại xem là các bạn đã đăng ký và ấn nút chuông theo dõi chưa, thì hệ thống nó sẽ tự động gửi cho các bạn những cái điều mới nhất. Cảm ơn mọi người.